mời quý vị khán thính giả nghe hồi ký những năm tháng tù đây của tác giả xuyến trịnh chúng tôi ở trại gia binh bến nước vật vờ cả tháng nghe được những tin tức đa dạng đồn thổi trên sài gòn các sĩ quan kéo nhau đi trình diện tại các nơi như trường gia long trưng vương chân phước liêm ở gò vấp chu văn an lúc làm danh sách trích ngang tôi khai địa chỉ trên sài gòn nên có tin đồn chúng tôi sẽ được đưa đi trần quốc toản nơi có trường trung học đồng tiến của quân đội cũ cũng là nơi chợ cá trần quốc toản nổi tiếng tại sài gòn họ sẽ chuyển chúng tôi về đây để cải tạo tại địa phương chăng ít bữa sau mấy ông cấp tá được gọi mang đồ đạc ra xe đò đậu ở ngõ trại gia binh rồi được chuyển đi đám chúng tôi cấp úy ở lại nghe được những tin đồn đại khác nhau thôi thì đi đâu cũng được Miễn là ra khỏi nơi âm mưu giết hại chúng tôi là được Chiều ngày hôm sau, có tin chính xác Cấp tá đã được chuyển qua trung tâm huấn luyện bên Kiến Phong Hai ngày sau nữa, đến lượt chúng tôi rời Mộc Hóa ra Cửa Đông Đón thêm một số anh em bên hệ chính quyền gồm cảnh sát, an ninh quân đội, tuyên úy, y bác sĩ Để cùng nhau chuyển sang Kiến Phong Buổi chiều xe ngừng tại Bắc Mỹ Thuận Tên hướng dẫn là dân địa phương tại đây đưa chúng tôi vào ngủ đêm tại một trường tiểu học gần đó có du kích địa phương canh chừng chúng tôi được cho ra bến phà mua đồ ăn từng nhóm ba người một phải chịu trách nhiệm lẫn nhau về sự trốn chạy đường xá lúc này xe đò vắng hoe tôi tỏi mắt hướng về sài gòn ý nghĩ lẫn vào dân địa phương trốn về sài gòn chắc cũng được thôi nhưng lại sợ liên lụy cho bạn bè nên gạt bỏ ý định mấy bà bán hàng như cảm nhận được nói nhỏ với chúng tôi họ lập nhiều điểm kiểm soát bắt tất cả những ai trong tuổi trai tráng tình nghi lính cũ trốn tránh đưa về cơ quan xét hỏi buổi tối họ đóng kín cổng du kích canh gác tuần tra cả đêm sáng hôm sau chúng tôi được di chuyển theo đường quận lấp vò của sa đéc để được đưa qua cao lãnh vậy là mộng tưởng về trần quốc toản trên sài gòn tựa mây khói Chúng tôi tập trung trong sân doanh trại tân binh cũ, cán binh họ ra ngắm nghía, chỉ trỏ cười khinh mạng. Có một tay bộ đội chắc cấp bậc trung úy, hỏi ai là tiểu đoàn trưởng 504, nhích lên một bước, nhờn nó tiến lên, râu quai nón xồm xoàm, cười cười dạ tôi. Nhân nó méo xẹo, tội nghiệp nó, mới thay đại úy tòng rỗ bị cách chức, trú đóng tại đồn kinh quận 2, thì bị bao vây, đánh chiếm không được bị tổn thất nặng nên bị điểm mặt chúng tôi được chỉ định trong căn phòng của tân binh cũ giường họ đem đi hết chúng tôi trải chiếu nằm dài trên nền xi si măng dọc theo hai bên vài bữa sau các nơi mỹ tho gò công long an sa đéc kiến hòa tề tựu đông đủ mọi thành phần có sáu nữ quân nhân cũng tập trung ở đây chị huệ thiếu tá là trưởng phòng xã hội của sư đoàn bảy chồng chị thiếu tá thúy trưởng phòng tổng quản trị cũng của sư đoàn. Trước đó hoàn cảnh của anh chị là rổ rá cặp lại, cộng chung con anh, con chị, là năm hay sáu đứa. Bây giờ cả bố lẫn mẹ dẫn nhau đi tù, còn gì đau lòng và lo buồn hơn. Thế nên, dịp Tết năm đó anh chị được làm ngưu lan chút nữ, gặp nhau ở căn phòng riêng ngoài cổng gác, để cùng nhau đông đầy nước mắt. Cô Hương đại úy cao đẹp gái, hoa khôi khóa sĩ quan, của đoàn nữ quân nhân, cô hay dẫn đầu đoàn nữ quân nhân, mỗi khi có lễ duyệt binh tại Sài Gòn, cấp trung úy có cô tưởng, cô Vân, cô Dung, là y tá của bệnh viện hỗn hợp quân dân tỉnh Mỹ Tho, cô mới sinh cháu bé hơn tháng thì đi tù, mặt cô vàng bệt bôi nghệ sau kỳ sinh nở, cô buồn sầu, thương chồng, nhớ con đến héo úa. Các chị ở chung căn nhà tôn nhỏ, lúc trước là kho dụng cụ của tân binh, có cửa khép hờ nhà vệ sinh có tường cao cửa kính, dành cho các chị, giờ tắm của các chị được quy định từ 12 tới 1 giờ, các chị tự canh chừng lấy mà tắm rửa. Nhà vệ sinh của phái nam, được làm lộ thiên dọc theo hàng rào, vẫn thấy xe đò hồng ngự chạy ngang. Thời gian chưa học tập chính thức, họ cho quốc, dãy cỏ lên lúng trồng khoai, trồng hành y xeo. Cơm nước ngày hai bữa, được nấu dưới nhà bếp cũ do những du kích, thuộc thành phần ngày 30 tháng 4. Cơm gạo đỏ nở to, như hạt ngô ăn chả hết, thức ăn chủ yếu tép khô muỗng, cá thì toàn cá trai nhà dân đưa đến bán, mới bắt lên kho lỏng bỏng với tương hột, còn hôi rình đến nín thở, thôi thì nhai cơm không, với muối ớt xanh vậy. Sau đó là kiểm thảo, rút ưu và khuyết điểm, xong bình bầu cá nhân xuất sắc, thấy khôi hài. Để chuẩn bị ngày lễ lớn, họ cho đi tạp dịch sang tận ban chỉ huy trại, nhổ cỏ quét lá dọc giường chính vào trại, tôi thấy chiếc xe jeep liên xô, đổ xịt đằng xa, họ áp tải hai người xuống, tôi nhận ra đại tá Kim, tỉnh trưởng Kiến Hòa, và trung tá mạnh trong bộ đô đen, ông gốc nhảy dù, to con đẹp trai về làm gì đó cho đại tá Kim, là hai người bị giải giao đến muộn. Ông cũng chính là người bị cho là chết đuối, lúc đi tắm ngoài bờ sông không thấy xác. Cũng có nghi vấn ông lặng trốn, nhưng gặp dòng nước xoáy cuốn ông đi mất. Ngày 2 tháng 9, họ cho ăn gọi là thịnh soạn, có thịt heo, có miếng xào lòng heo, có canh xương giò heo nấu su su, lỏng bỏng vài miếng mỡ heo lệnh bệnh, mỗi người chia nhau được một chén con miếng xào, ăn kèm với cơm mừng ngày độc lập. Vài ngày sau, họ tập trung lên hội trường có cả cấp tá, họ cho biết chuẩn bị tư tưởng nghiêm chỉnh học tập cao nhất cho đạt yêu cầu, chuẩn bị bút tập và phương pháp học, sau mỗi bài phải đào sâu suy nghĩ, trong học tập, mỗi người phải lần lượt phát biểu, để chứng tỏ tiếp thu bài học. Trong 10 bài học, chủ nghĩa tư bản là xấu xa, là vòi con bạch tuột bóc lột nhân dân. Trong 10 bài đó, bắt chúng tôi chú ý bài ngụy quân, tay sai của Mỹ. Có anh vạn ngành truyền tin, anh hớn bên gian thuyền thảnh thơi lắm nói chả làm hại ai bao giờ nghĩ mà thấm thía trong cơn nguy biến của đất nước cấp lãnh đạo các tướng tá âm thầm lên máy bay đi mất để chúng tôi là những thuộc cấp ở lại dìu dắt nhau đi tù chẳng khác chi à ơi cây cải về trời rau răm ở lại chịu nhiều đắng cây vâng rau răm nó cay nó đắng nó là gia vị ngon cho đời còn chúng tôi là những người làm nhiệm vụ bảo quốc an dân mang an bình cho đời thì bị vùi dập tận đáy bùn đen, bị khinh miệt, bị đầy đọa như không là kiếp người, trên đất nước mình, có còn gì cay đắng hơn không? Phòng ngủ của chúng tôi được chia làm hai tổ học tập, mỗi tổ 20 người, tổ hai chúng tôi có các cô dung, cô tưởng, cô nữ, còn lại là hỗn hợp phú truyền tinh diện đi, tôi, Kiệt, Nguyên, Hiển, Thành, Nhân, An và mấy bạn của biệt động quân, hải quân tổ trưởng học tập là ông sáu già, là trung úy sống lâu, lên lão làng, chữ nghĩa chả có mấy, nên ông thấy khó khăn và chậm chạp. Bù lại có phú nó tình nguyện làm thư ký, sau những buổi học tập, trung úy sáu cũng hoàn thành tốt trách vụ giao phó, ông mang ơn bằng những gói trài những điếu thuốc, phú nó không nhận, thì thầm cho tôi hay, để lèo lái sáu già theo mình cho thoải mái, chứ để mấy tay già này hay nịnh, và báo cáo sẵn mình khó thở. Tổ một do Đại úy Liêm làm trưởng tổ, có Tuyên, Vạn, Hớn, Thành, Minh, Chị Huệ, Cô Hương, Cô Vân, và một số bạn đơn vị khác, cho đủ hai người. Sau bài học đầu chúng cho nghỉ hai ngày, để làm bài thu hoạch và làm bản tự khai. Một bữa sáng, chúng tôi ra phơi nắng, nguyên nó ra làm cỏ, tưới tắm mấy luống rau cải, thì từ xa xa, tôi thay tay quản giáo đi chung với một tay cán binh, quần vải nylon áo màu cứt ngựa tiếng lai gần nguyên tên quản giáo nói gì đó tôi thấy nguyên đi rửa tay chân mặc quần áo theo hai người này ra cổng lên văn phòng trại tôi vào phòng tới cửa sổ cùng phú ngó xem nói nguyên nó có cớm đến gặp chắc được về sớm chúng tôi chơi ván cờ cho đỡ buồn chừng hơn nửa giờ sau tôi thấy nguyên lầm lũi đi về vẻ mặt đăm chiêu vào nằm vắt tay lên trán đầy suy tư bữa cơm trưa nó chả tha thiết ăn uống Tính nó thâm trầm ít nói, bây giờ nó lại càng nín lặng hơn, nó sinh hoạt một mình, ít còn lần nào cười đùa, chỉ nằm vắt tay lên trán, mắt nhắm nghiền trong khổ sở. Vài bữa sau, tôi tìm gặp nguyên chỗ trồng rau vắng vẻ, như xin chia sẻ niềm u uẩn cùng anh, vì tôi với Nguyên cũng có những thân tình. Nguyên hay xưng anh với tôi và thổ lộ, vào khoảng 5-6 năm, trại biệt kích được thành lập, Cô sáng lúc đó chừng 16 hay 17 tuổi, đẹp lắm, coi như hoa khôi của Bình Thành Thôn, đã nguyện ước với một người, nhưng lính biệt kích, hay lần là tán tỉnh nàng, người thanh niên ấm ức, bất bình trước những cợt nhã, sổ sàng của lính tráng, hắn bỏ vào bưng làm du kích thâm thù, chàng ra đi hẹn có ngày về để cưới nàng, nhưng tình hình ngày càng bất lợi, vì các cuộc hành quân truy lùng, người du kích phải trôi. Dạt biền biệt tận bên miên Lúc này, Thiếu Úy Nguyên là ban hai của chi khu hay sang để cài đặt lưới tình báo và cô Sáng đã lọc vào sự chú ý của anh chàng, dần dạ Nguyên tỏ tình, cô như vớ được cọc ưng liền, tránh sự khuấy nhiễu. Anh chị lập gia đình với nhau, nhưng lại bị hâm he, nên Nguyên xin đổi xuống làm ban hai, chi khu tuyên nhân, đem nàng theo cùng. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh chị đã có ba người con hai gái và một trai làm ban hai mãi chả thấy có chút lợi lộc anh xin xuất ngành chạy ra làm tiểu đoàn trưởng và đang bị tập trung cải tạo chàng du kích năm xưa nay trở về vẫn chưa có gia đình đi tìm người yêu đầu đời và đã gặp nên mới có cuộc gặp áp đặt buộc nguyên ký vào tờ giấy ly dị để hai người tái hợp kim trọng trong cuộc sống chung đụng ở đây mọi người giao tế với nhau lịch lãm chả có điều gì xích mít nhưng vẫn thận trọng trong số bạn bè, sẽ có người nhẹ dạ làm enten cho họ. Mỗi buổi sáng tôi vẫn hay gặp người bạn, phòng kế cận như nói chuyện vu vơ, nhưng là trao nhận với nhau, bánh lễ của các cha tuyên úy chuyển gửi mà các ngài không ra mặt. Có ba vị tuyên úy ở đây, cha hưởng tuyên úy của định tường, cha sanh tuyên úy của kiến tường, cha đại tuyên úy của sa đét, cha thuấn giáo xứ dinh điền di cư Bắc Hòa, bị bắt cha đi tù, cha đâu có liên can gì. Mỗi sáng gặp gỡ như vậy, tôi bị ghi báo cho quản giáo, nhưng không có chứng cớ rõ rệt, chúng vẫn để yên theo dõi. Dịp vợ tôi lên thăm, đợi ngoài nhà thăm nuôi, thấy có mảnh giấy văn vải trên nền nhà lượm xem, thấy tên tôi bị báo cáo là hay quan hệ với người khác phòng, nhưng chưa có biểu hiệu cụ thể, ký tên hiển, tôi ra thăm gặp, vợ tôi cho biết để đề phòng, à thì ra là hiển có lần anh tâm sự hiển có người chú đi tập kết mới về chú cháu gặp nhau lúc mà hiển bỏ nhiệm sở về mỹ tho trước tập trung ở đây chú của hiển cũng đã lên gặp ban chỉ huy trại và dặn dò hiển an tâm cải tạo nên mới được cài đặt thật ra thì hiển nó hiền lắm thấp và béo nục nịch chả có tâm địa độc ác chỉ chứng tỏ là tiến bộ thôi tôi về thủ thị nhỏ với phú và vài người quen dè chừng sau dịp đổi tiền những nhu cầu cá nhân như xà bông, kèm đánh răng, thuốc hút hết sạch, có đệ đạt ý kiến, chúng cho lập danh sách, phải nằm chúng tôi ghi mua thuốc hút chủ yếu thuốc trê, xà bông, kèm đánh răng và đường thẻ, các chị ghi mua các thứ như chúng tôi, ngoại trừ thuốc hút, nhưng có một băng vệ sinh, tay quản giáo không hiểu nó đến phòng kêu dung ra hỏi, hiểu được, hắn mặt đỏ lên giận dữ, kêu các chị ra sĩ vả. Sau các bài học, chúng tôi được đẩn lên hội trường, để được nói về tổng kết trong học tập, các anh phải chứng tỏ thành khẩn, cho thấy sự tiến bộ, là cơ sở cứu xét cho các anh về đoàn tụ với gia đình, bằng cách làm tự khai chi tiết, từ lúc chưa đi lính, liên hệ gia đình. Khi gia nhập quân đội, ghi rõ từng giai đoạn, từ lúc ra trường cho đến ngày 30 tháng 4, đã nắm giữ chức vụ gì, lên cấp bậc do những công trạng nào, dự bao nhiêu cuộc hành quân càng quét đốt phá bao nhiêu nhà cửa của dân chúng phải nói rõ ai là người biết những điều đó và tự mình kết án bao nhiêu năm so với tội trạng mình gây ra bản tự khai mỗi người phải đọc trước tổ có sự phê phán góp ý của mọi người thư ký ghi chép lại đầy đủ giao nộp cho quản giáo họ cho ba ngày làm bản tự khai để đọc trước tổ quả thực bài học sau cùng với bản tự khai là đòn cân não đáng nể trong ba ngày ấy chúng tôi người ngồi lom không để khai để viết trên túi sách làm bàn người thì nằm bò dài trên chiếu moi trong trí óc để kê khai vạn và hớn nó thản nhiên cha sanh gặp tôi băn khoăn hỏi mình là tuyên úy biết kết tội gì bây giờ tôi tếu tếu nói cha ghi tôi là linh mục mang tội là đã tha tội cho binh sĩ an tâm đi đánh phá cha cười chà khó thật hôm nay là ngày họp tổ ngày trọng đại các quản giáo xuống nghe mọi người đọc bản tự kiểm của mình, vệ binh lãng vãng từng buồn, trại trưởng và trại phó cũng thấp thoáng dầm ngó. Tổ chúng tôi, hôm nay được chiếu cố, bởi tay trung úy đang chăm chú ngồi nghe, từng người đọc bản tự khai của mình. Phú nó mở đầu đọc bản tự khai, trong suốt thời binh nghiệp, chỉ làm bên truyền tin, gián tiếp giúp các đơn vị liên lạc hữu hiệu với nhau, để đánh phá, tự kết án tù ba năm cải tạo tới lượt tôi, tôi là người vẽ các kế hoạch hành quân, lại còn điều động pháo binh, phi cơ tiêu diệt địch, mới nói chữ địch, tôi bị hắn chỉnh, anh không được gọi là địch, tôi đớ ra là lỡ lời, và xin nhận án tù chung thân. Tới lượt kiệt, hắn nhận 4 năm tù, nguyên nhận 7 năm, hiện nó theo tôi, nhận tù chung thân, tay quản giáo nói anh hiển, sao anh cường điệu, và anh chỉ làm ở quản trị tiếp vận, anh có ân hận không? hiển nó chật vỡ lỡ, đờ cả người Mấy người kế tiếp kẻ ba năm Các cô nữ quân nhân Người thì hai năm, cô thì ba năm Tổ một bên kia Tôi nghe tuyên nó cũng nhận tù chung thân Tới giờ chúng tôi được giải lao Có lẽ tuyên nó hối hận bản án như vậy Chắc chẳng có ngày về Nên nó đứng dậy lão đảo té xỉu cái rầm Các bạn phải bu lại cạo gió Rồi buổi học tổ cũng đã xong mọi khúc mắc những ngày tháng tới được quyết định bởi tờ tự khai cuối cùng này. Chúng tôi được thảnh thơi, họ cho tổ chức những buổi đá banh, giao hữu giữa trại 1 và trại 3, cũng là dịp chúng tôi gặp gỡ bạn bè, trao đổi tin tức có được từ bên ngoài. Lúc này tiêu chuẩn ăn uống cắt giảm, đã cảm thấy cái đói nó đang hành hạ cơ thể. Rồng chơi vài tháng trời, có tin nhà bếp kiểm kê dụng cụ xong, chảo và mọi thứ doanh trại thì như trống dần bàn ghế, giường tủ, họ cho lập danh sánh tù nhân, kèm lý lịch trích ngang nhiều lần, nghe đâu có tin sẽ chuyển trại. Thân nhân tù lấp ló ngoài hàng rào, mong nhìn thấy người nhà, vệ binh xách súng xua đuổi, cấm không cho người lai vãng gần hàng rào, tù nhân thì kiếm chỗ cao ra giấu và la vọng ra bên ngoài, vệ binh được tăng cường, xua chúng tôi vào hết trong nhà. Có những buổi họp đội, học láng thường xuyên hơn quản giáo kiếm những sai phạm có cớ tập hợp để nặng lời như cô tưởng là tình nhân của đỉnh là đại úy cũng làm ở đây hai anh chị vào tù không được gần nhau tuy phòng anh phòng em chỉ cách nhau vài xoài tay nên ước muốn có nhau thật da diết anh chị như đánh hẹn nhau buổi trưa thanh vắng chị giả vờ vào phòng tắm rửa tô chàng ngó chừng lẻn vào theo họ cúi lén lúc hôn nhau nơi bể chứa nước bị báo cáo tối quản giáo tập học sĩ vả là đồi trụy, mất văn hóa làm anh chị sượng cứng. Tin đồn di chuyển đến gần, sáng hôm sau ngày 15 tháng 6 năm 1976, họ tập hợp từng đội nghe đọc biên chế, ai có tên, đứng ra một bên, sau đó cho vào phòng lấy đồ ra ngoài tập hợp đợi, phú nó phụ tôi gom đồ, nói như nghẹn lời khuyên tôi ráng giữ sức khỏe. Chúng tôi được dẫn bộ ra ngoài hàng rào đưa lên xe, cấp tá được hốt đi hết, trong lúc đợi đoàn xe di chuyển. Đoàn xe đưa chúng tôi sang Sa Đéc, rồi đến Bắc Vạm Cống, rẽ đường trực chỉ thất sơn bên Châu Đốc, khoảng hơn 3 giờ xe vào trung tâm huấn luyện Chi Lăng cũ. Tôi gặp lại một số sĩ quan, làm việc ở Kiến Tường, có cô Trung Úy Sáu, phòng xã hội của tiểu khu, Trung Úy Nhất và một số thiếu úy, thuộc đại đội giáo phái, cũng có mặt tại đây. Đứng bên kia hàng rào, Cô sáu, trung úy nhất, vẫy tay chào hỏi thẩm quyền khỏe không, tôi mỉm cười vẫy chào đáp lại. Tháng sáu nơi này khô cằn, tôi thấy hình hài họ sạm đen, đầy nắng. Chúng tôi được chỉ vào hai căn lều nhà binh lớn rộng, tôi và Liêm, cha sanh gom nằm sát nhau, rảnh rỗi chúng tôi lôi những bao các nhà binh bằng sợi, lấy từ bên kiến phong ra mây áo, mây nón rộng vành kiểu cao bồi, thấy vui mắt, Liêm nó khéo tay cắt mây trông đẹp mới sắp sửa chỗ ở chưa xong, chiều ngày thứ ba, họ cho ăn xong sớm, chừng hơn 4 giờ, họ nói tất cả đem đồ đạc để kiểm tra, ra lệnh từng cây kim, từng vật dụng kim loại bén nhọn loại bỏ lại hết, ai còn cất giấu sẽ bị xử lý, có gì mà ngột ngạt dữ vậy. Khoảng gần 7 giờ, công việc kiểm tra xong, họ cho lệnh ngồi tại chỗ thu gọn đồ đạc chờ. Đợi tối hẳn, từng đoàn xe đèn mắt mèo, lù lù kéo đến trước lúc lên xe họ dặn lần chót, mọi người lên ngồi yên tại chỗ, không được vạch bạc xe ngó ra ngoài, lúc di chuyển ai nhảy trốn bị bắn bỏ, sắp đặt xong, các xe sập mùi bít bùng, mỗi xe hai vệ binh áp tải, trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Đoàn xe rì rầm chậm chậm di chuyển, chúng tôi ngồi bó gối, chẳng đoán được mình bị đưa đi đâu. Xe chạy đều đều không nhanh lắm, chạy được khoảng hơn 3 giờ thì xe dừng lại vệ binh nhảy xuống, tôi hé bạc xem là nơi đâu, trời tối thấy có những bóng đèn điện vàng vọc nhìn thấp thoáng, sao lại lờ mờ như có con sông dập dần tuốt xa. Từng chiếc xe vào cho tù nhân xuống, rồi đi ra cho chiếc sau tới, chúng tôi mang đồ nhảy xuống, tôi nhận ra đây là căn cứ hải quân bình thủy cũ, Củ của Cần Thơ. Xung quanh vắng lặng tiêu điều. Dưới sông những chiếc tàu đen sạm, như thủy quái đang cập vào cho tù nhân xuống họ dồn 150 người chúng tôi xuống sàn tàu, loại tàu vận tải chở than, đồ tạp nhạp mới quét dọn còn bụi bặm, loại tàu sông hương của miền Bắc. Chúng tôi chen chúc nhau nằm chật cứng trên sàn tàu, cũng may lúc trời mọc hóa, tôi đem theo chiếc võng ni lon, tôi móc tòng ten ở thành sườn tàu nên cũng đỡ vất vả. Trên mui tàu có nắp đậy vuông vắng cỡ 2 mét mỗi chiều. Chúng tôi xuống bằng cầu thang di động xong họ rút thang lên, thòng xuống hai thùng thiết cỡ hai mươi lít để tiểu và đại tiện. họ để trống cửa bông tàu cho khỏi chết ngạt. tàu ra giữa sông chờ các tàu sắp xếp sông nhổ neo đi cùng. tàu rì rầm hú còi di chuyển. tôi băng khoan họ có đem mình ra biển đổ, làm mồi cho cá mập không? thôi kệ phó thác vậy. cả ngày mệt mỏi. tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. tiếng lao sao của các bạn làm tôi thức giấc. nhìn lên cửa hầm tàu thấy trời sáng nắng vuông vức bên trên có vài thủy thủ hỏi vọng xuống các anh ngủ được không họ thòng dây xuống lấy hai thùng nước tiểu họ chuyển xuống cho chúng tôi hai thùng nước nóng các anh chia nhau để uống họ cũng chuyển đồ ăn xuống nói phát cho mỗi người hai phần lương khô của trung quốc là khẩu phần ăn cho cả ngày họ thả lại cho chúng tôi hai thùng thiết đựng nước tiểu để sử dụng cách đi vệ sinh như vậy thật khó coi và ngượng ngập Ai làm phận sự thì các bạn ở gần phải quay mặt đi, và nén chịu xú khí. Tàu cứ rì rầm di chuyển, mấy người bạn hải quân nói, tàu đi theo hướng Bắc đoán giờ đang ngoài khơi phan thiết. Bạn bè kháo nhau, chắc đưa ra khe sanh phá Minh Bảy, khai hoang lập khu kinh tế. Tàu chạy cả đêm vẫn trực chỉ hướng Bắc, nhìn sao các bạn hải quân nói đã đi xa vùng biển Đà Nẵng sáng ra họ thả dây kéo hai thùng nước tiểu làm vệ sinh, khổ nổi hai thùng trong tình trạng quá tải, nước tiểu, phân hòa quyền sóng sánh, lúc kéo lên làm nhĩ rõ văn tùm lum mấy bạn tù xô nhau né tránh gây ồn ào, có tiếng la ó vọng lên, đồ giả man, đồ giả man. Họ súng nhau đứng nhìn xuống vô cảm. Khẩu phần ăn cũng được cung cấp như hôm trước, tàu vẫn tiếp tục hải trình, Lúc này thì các bạn hải quân như nhắc ngư với sự tiên đoán, bởi lẽ tàu vẫn đi về phương Bắc, vào vùng biển lạ, họ như chưa biết tới cuộc hải trình như vậy. Sáng ra sau giờ lấy các thùng vệ sinh, và phát thức ăn nước uống, trên cửa bông tàu thấy lố nhố, một người có lẽ là trưởng tàu, cầm ống nói sách tay khoe, quốc hội cả nước họp nhất trí, đất nước ta đã thống nhất hiệp thương cả hai miền Nam Bắc, thu hồi non sông về một mối. Các anh nên hồ hởi với ngày trọng đại của dân tộc. Nhìn xuống các anh thấy đấy chúng tôi như bầy súc vật, như đám nô lệ của thời trung cổ đang được đưa đi khai phá thuộc địa, trong hoàn cảnh khốn cùng của con người, còn lòng dạ nào mà hồ hởi như lời các anh chào mời. Tàu lên đến một ngày nữa mới cập bến, tôi ngó đồng hồ 3 giờ 20, ngày 22 tháng 6 năm 1976. Họ đứng trên tàu nói vọng xuống các anh được hân hạnh đặt chân lên phần đất của miền bắc nghe được tôi hết còn ý niệm có ngày về thang di động được thả xuống chúng tôi lục tục lên bờ tôi đứng trên bông tàu họ cho biết đây là hải cảng vinh tôi liếc nhìn quang cảnh tự hỏi đây là hải cảng sao một cái tên vang danh ngày nào qua những cuộc oanh tạc của không lực mỹ mà tôi đọc nghe được trên các tuần báo và qua đài phát thanh của mỹ về những trận oanh tạc dữ dội trên đất bắc Chúng tôi xuống xếp hàng, cứ 50 người cạnh toa xe lửa, toa của chúng tôi sau cùng. Lúc xe lửa chưa chạy, tôi đứng nhìn quanh, nhà ga được lợp bằng tranh, quay che bằng cót đang bên cạnh bờ sông nước trong xanh. Đã ba bốn hôm chưa có giọt nước rửa cháy tôi nhào đại ra bờ, vụng tay vốc nước rửa mặt bị vệ binh lôi trở lại, họ sợ các toa làm theo khó kiểm soát. Có một chiếc gian thuyền thời Pháp cũ kỹ, hư hại nằm gác đầu lên ù đá, xa xa có chiếc thuyền nan cũ, đang trong tranh thả lưới, bến đò của chúng tôi ở một hóa, còn tân kỳ và tấp nập hơn nhiều so với hải cảng Vinh, hải cảng vang danh quốc tế của miền Bắc. Chúng tôi bị lùa lên toa tàu, là toa chở súc vật và thang đá, hai bên khoang tàu có những lỗ thông hơi, chỉ to như chiếc quạt mo. Tôi ngồi gần chỗ cửa nơi nối liền toa xe, có vệ binh ngồi gác tạm đủ không khí hít thở, các bạn tôi bên trong đây rất thiếu hụt dưỡng khí. Đợi tối hẳn tàu ụt hoặc chuyển bánh, chúng tôi ngồi gật gù, xóc qua xóc lại chỗ ngồi như được nhích ra. Xe chạy có gió lùa qua cửa chính nhưng như chưa đủ không khí, cho 50 người trong một khoang hít thở, có tiếng ai đó kêu ngọc quá, vệ binh canh chừng biết làm gì hơn, đứng lên ngồi xuống chẳng giải quyết gì được. Xe lắc qua lắc lại, chúng tôi chập chờn ngủ gục lên gục xuống gần sáng xe qua cầu hàm rồng cầu được pháp thiết kế sâu trong hang núi phi cơ mỹ cố đánh bom phá hủy nhiều lần nhưng cầu vẫn còn nguyên có lúc phải sử dụng tia la che hướng dẫn nhưng chỉ làm hư hại nhẹ sáng đã rõ xe qua tỉnh thanh hóa đang tiến vào phần đất của tỉnh ninh bình tôi bồi hồi xúc động ôn lại địa danh quê tôi xe tới núi non nước là nơi tôi đã từng ở đây lúc anh tôi đi lính pháp của khu tự trị bùi chu phát diệm và tôi cũng đã từng tắm mát dưới chân núi này xe qua cầu tôi ngóng theo con đường chạy ngược lên nho quan tôi thấy tháp nhà thờ làng lãng vân quê tôi đó nơi tôi được sinh ra còn mẹ tôi còn các bác các anh chị họ hàng làng nước tôi đang ở đó họ đâu biết tôi đang được di chuyển đến nơi nào đó trong hoàn cảnh tù đầy biệt xướng tôi lấy cây viết và mảnh giấy ghi vội anh bân em đang được chuyển ra bắc anh nhắn cho mẹ em biết tôi gấp tờ giấy bên ngoài ghi vội có ai lượm được xin chuyển về làng lãng vân hộ xin cảm ơn đó cũng chính là một hình thức nhắn tin của chúng tôi với người dân ở trong nam họ lượm được đều hết lòng tìm mọi cách chuyển về cho gia đình những người tù với tấm lòng đầy nhân ái chả biết ngoài bắc họ có lòng nhân hậu vậy không xế trưa tàu di chuyển tới hà nội tàu phải giảm tốc độ chạy chậm lại tôi ngó thấy tên ga kim liên nón cối dép dâu chả phân biệt được lính hay dân họ sắp tới chửi rủa tụi ngụy ăn bơ sữa của đế quốc thằng nào thằng ấy béo trắng ngồn ngộn đánh bỏ mẹ chúng nó đi họ sắp tới bị công an áp tải xua đuổi tôi nghe tiếng đá đốp đốp ném mạnh chạm vào thùng xe có cục lọt qua lỗ thông hơi lúc anh bạn chúng tôi đứng nó anh bị cục đá văng vào trán sưng tấy. Xe đi nhanh ra khỏi Hà Nội. Thủ đô mà trước đó một năm, những người chủ của đất nước kêu gọi chúng tôi buông súng để hòa giải hòa hợp. Chúng tôi đã tin, chúng tôi cũng đã chán ghét chiến tranh, tàn cuộc chiến chúng tôi mong có đời sống dân giả bình dị, nhưng vì là cuộc chiến phân chia ý thức hệ, chúng tôi buộc phải miễn cưỡng, chấp nhận để mà kháng cự, chiến đấu để sinh tồn. Do hoàn cảnh oan khiên của lịch sử, nên chúng tôi đã có mặt đi qua đây để nhận bao nỗi thù hằn trút đổ lên đầu chúng tôi. Buổi tối chập choạng, chúng tôi xuống ga yên bái, cứ từng top hai người đi bộ xuống phà để được đưa qua sông. Dọc đường chúng tôi được soi bởi những ngọn đút bập bùng bằng nứa, cách quãng độ 10 mét một ngọn, dân quân tay gậy, tay đòn gánh vót nhọn nam nữ du kích đứng dọc hai bên lăm le tay súng canh chừng chỉ trỏ dưới dưới khẩu súng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi rợn tóc gáy nghĩ tới hình ảnh vệ binh đỏ trong các tạp chí Lai hay Tan của Mỹ vào những năm 1966 hay 1967. Văn hóa dưới thời Mao Trạch Đông bên tàu. Qua và chúng tôi cứ từng toán 25 người lên xe Molotova mui trần đưa đi, xe chạy đi lên dốc thoai thoải có chỗ ngoằn nghèo xe như muốn trao đổ, đi xa một hồi lâu nữa, chúng tôi được lệnh xuống xe. Cán bộ trại, vệ binh cầm đèn dầu ra hướng dẫn chúng tôi vào nơi nghỉ tạm, nhà phủ bằng những tấm ni Trung Quốc xanh lá cây, họ treo vài chiếc đèn dầu leo loét nằm trên sạp bằng nứa đang thành phên, kê cao trên những cây rừng làm giường tập thể. Đồng hồ bây giờ là hơn một giờ khuya, chúng tôi nằm lăn ra ngủ sau những ngày di chuyển mệt nhọc thiếu ngủ, chả còn biết trời trăng là gì. Sáng nghe kẽn, cán bộ trại sang nói vọng vào, các anh cứ nghĩ chưa phải đi lao động. Lúc thức giấc sáng sớm, tôi nghe tiếng vượn hú, gà rừng rạng gáy không thành tiếng, chim chóc gút gù trên những cây cao của đồi núi Hoàng Liên Sơn chập trùng xa thẳm. Chúng tôi ngủ nán, chừng hơn 9 giờ chúng tôi dậy sắp xếp đồ đạc, nhà bếp đã đem sản phần ăn sáng với một thau đầy bắp ninh vàng tươi chúng tôi ngồi quay quần nhai bắp thấy ngon lạ miệng chúng tôi có thì giờ tắm giặt giũ áo quần mùng mền phơi nắng sau cả tháng chịu đựng gió bụi khoảng bốn giờ có tay bộ đội cấp bậc trung úy lân la xuống len lén hỏi chuyện tôi thấy trên cổ thấp thoáng có đeo cây thánh giá lúc trên đường từ trong nam ra tôi với liêm đi chung có lon ghi yogo đường thẻ tôi giao cho liêm giữ Súng ga yên bái lúc lên xe về đây tôi với liêm lạc nhau chả có gì chia cho quan tôi và quan là bạn thân từ hồi còn học đệ tứ trường hoài an chúng tôi gồm liễu liệt long dương hay tới nhà quan học ôn thi sau nó thi vào biên tập viên mang lon đại úy làm trưởng chi cảnh sát quận cử chi tôi thì mò vào một khóa chả có dịp gặp nhau bây giờ hội ngộ thấy thân nhau gấp bội các bữa ăn trưa và chiều chúng tôi được cấp hai thau cơm độn ngô trong xa tự như xôi vò và thau canh rau tàu bay lỏng bỏng nêm muối chung cho hai tổ. Chúng tôi ăn chung nhau có mắm ruốc tram xả ớt và chà bông từ trong nam, cơm còn thừa chúng tôi trả lại bếp. Các anh hỏa đầu vụ ngạc nhiên nói chúng tôi còn phong lưu và hào phóng ít bữa sẽ biết lễ độ. Sau bữa cơm chiều, tôi được biên chế về đội năm cùng đội với quan nó là trưởng tổ lao động chúng tôi nằm sát nhau nên tha hồ tâm sự. Cán bộ coi đội tên đằng tương đối dễ chịu, ít khi đây nghiến sĩ và chúng tôi là ngụy. Trại năm chúng tôi nằm trũng trong khu những đồi đất thấp gần sát đường chính từ Yên Bái lên tuốt trại cốc. Trại thuộc đoàn 776 mới được thành lập để quản lý tù thuộc hệ bên quân đội. Cơ sở trại đang trong thời kỳ xây cất láng phòng nên mỗi đội được phân công kiếm vật liệu về cất nhà. Đội tôi được tuyển chọn những người còn đang trong lứa tuổi còn trai trẻ nên những việc thuộc loại ăn no phát nặng chúng tôi bị lãnh cả. Hôm nay đội được cử đi chặt nứa tiêu chuẩn mỗi người 10 cây, nứa phải già gõ vào nghe âm thanh trong là đạt chất lượng. Cầm dao tông đi theo các bạn vào đội nứa trên bên cao vút, các bạn tản đi sâu xa tít trên đội cao tìm nứa, còn mình tôi loay hoay tìm nứa như gà què ăn quẩn cối xây vất vả lựa nứa từng bụi chả chặt được cây nào vừa ý quá trưa sợ không có nứa dao nọc tôi chặt đại những cây hơi ngã màu ngà không còn xanh lắm lao xuống chân đồi kiếm dây cột hai đầu ì ạch đưa lên vệ đường sức nặng của bó nứa làm tôi ná thở quan nó lên tuốt cao chặt cho nó và cho tôi lao xuống gom thành hai bó để chúng tôi về cùng thấy tôi trên đường đang ngồi nghỉ nó lên theo với bó nứa đầy chất lượng an ủi tôi cậu mới ra chắc chẳng sao cơm độn ngô gói chặt trong bao ni lon, đói bụng chúng tôi ngồi ăn ngon lành. Mang nứa về, tôi lệch bệt lúc thì vác, lúc thì kéo lê trên đường, đoạn nào xuống dốc thấy dễ chịu, đoạn nào lên dốc, sốc vác lúc lên vai lúc kéo lê sao thấy nặng quá sức, bó nứa thì sọc sệt cứ cột chặt đi một đoạn lại lỏng lẻo như trước. Đi ngang nhà người dân, một ông cỡ 50 ra bảo tôi vào đây làm bi thuốc lào đã, tôi đâu biết hút. Ông nói tớ nghe lính Sài Gòn học giỏi nhưng đết biết lao động. Ông chỉ cách mỗi gốc ống nứa chặt lũng hai lỗ hai bên, dây xỏ vào các ống nứa, ông cột hộ thật chặt, vác cũng dễ mà kéo cũng nhẹ. Vậy đấy họ đầy kinh nghiệm dưới xã hội làm lụng bằng tay chân, tôi nhận được bài học chặt nứa đầu tiên. Gần đến ngày 2 tháng 9 họ phát động thi đua trong cả đoàn, quyết phấn đấu hoàn thành công tác ổn định nơi ăn chốn ở giữa các trại, để sau đó đi vào lao động làm ra của cải. Đội 4 và đội 5 được đưa vào đồng phú cắt tranh, thung lũng nơi này tranh không đủ để lập nhà. Chúng tôi được đưa ra khu nông trường trồng trà, tranh mọc theo các luống trà hình trôn ốc, các đội đất chập trùng hoàng liên sơn màu xanh bạc ngàn. Nữ công nhân trà thấy tôi và quan đi lẻ tẻ họ súng lại như muốn hỏi chuyện, lúc đầu họ còn e dè. Chúng tôi cắm cúi cắt tranh, hai ba cô đi ngang bạo miệng trêu chọc, các anh về ở chung láng với chúng em nhé, tôi nói nhỏ với Quang, con gái miền Bắc thầy chạy. Quang nó nói tụi con gái ngoài này thiếu đực, cả hai chúng tôi cùng cười. Đang trong thân phận tù đầy, chúng tôi đâu nghĩ gì xa ngoài nỗi nhớ gia đình và cái thiếu đói, còn lòng nào để tình cảm vấn vương. Gần tới hạn chót thi đua họ đông đốc đào nền, trộn rơm đất sét làm tường, đang tranh lập nhà với chỉ tiêu dồn dập để mong được đánh giá mệt e cổ. Làm việc cật lực dưới mức thiếu ăn, cơ thể cần năng lượng bồi hoàn nên thèm ngọt, thèm chất béo queo quắt, đã vậy tối còn phải họp tổ. Chúng tôi hay gọi là lên đồng, để xem xét mức độ lao động trong ngày của mỗi người rồi bình bầu cá nhân xuất sắc. Tôi luôn nói quan đừng bao giờ nhắc bầu tôi vào cái danh hợm hỉnh này, tối nào họp tổ cũng kéo dài đến lúc kẹn 9 giờ mới vãn tuần để đi ngủ. Cũng có những buổi tối miễn họp tổ mỗi khi có đoàn chiếu phim tới giúp học tập lao động trí não. Tất cả mọi người phải ra xem, nếu không đi bị cho là chống đối, không chịu sự cải tạo. Dịp lễ mùng ngày 2 tháng 9 họ cho nghỉ đi làm. Để ăn mừng họ cho mổ hai con trâu và ba con heo, cả trại gần 250 người được hưởng thịt một con heo một con trâu, trên khung họ lấy hai con heo, lóc thịt một con trâu, da và xương họ cho tù nhân. Bữa trưa ăn sáng chấm muối, chiều mới có cơm trắng và thịt, cơm được ba chén gạt ngang, còn thịt heo, thịt trâu được cả một ca nhà binh cũ, cộng thêm non tô miếng xào và canh xương trâu nấu cộng cải su hào. Đây là bữa ăn được gọi là thịnh soạn và no kể từ ngày rời mộc hóa đi tù. Mọi người ăn uống trong trạng rỡ hẳn lên, tối nay chỉ bị ra xếp hàng điểm danh, chuẩn bị công tác cho ngày mai miễn sinh hoạt tổ. Vào buồn những tiếng cười, những tiếng nói rộn ràng sau bữa cơm có chút thịt chút mỡ, quan nó nói cứ như này chả mấy chốc quên hết cả gia đình và thực tại. Làm sao hơn bây giờ, nhìn lên mình chẳng bằng ai, mà các cấp như thủ tướng, các tổng bộ trưởng các nghị sĩ, dân biểu, tướng lãnh cấp tá cao hơn mình, nhìn xuống còn trung úy, thiếu úy, những hạ sĩ quan ngành tình báo mà cũng còn chung hoàn cảnh, chung số phận thì sự buồn nản như niềm an ủi chia sẻ cùng nhau mà sống. Sau bữa ăn có chút mở mang đó, chúng tôi bị đưa đi làm mọi công việc mà họ hợp đồng với xã, các nông trường, công trường sẽ đường quanh xã Việt Cường. Các chỉ tiêu họ đưa ra cho đội, cho cá nhân buộc phải làm cho xong. Bữa ăn thì sáng 200g sáng luộc trưa được 700g chiều một chén cơm gạt cộng 300g sáng chấm muối rang. Chúng tôi được đưa đi trồng chè cho nông trường, trước lúc khởi công nhân viên công trường tập trung chỉ dẫn cách quốc trảnh, chiều ngang và độ sâu cùng khoảng cách để bỏ hạt cho đúng kỹ thuật. Trồng chè được 2 tuần, chúng tôi lại đi phát quan đội cho lâm trường trồng cây mỡ mà họ nói là xuất khẩu sang Liên Xô lục lấy vỏ chế tạo thuốc súng. Quanh trại chúng tôi lúc chưa có tù nhân là những đồi đất bịt bùn rậm rạp, bây giờ đang được lem lém phát quan thư giận để trồng sắn trồng bắp, chỗ ruộng trũng được quốc nhổ trồng rau xanh, hố ruộng sâu được nạo vét bê bờ làm ao nuôi cá trắm cỏ, chẳng mấy chốc như có cuộc hồi sinh cho xã Việt Cường, đúng là nước sông công tù. Làm cho nông trường gần tháng đội 4 và 5 được đưa vào đồng phú quốc cốc lau sậy tại các bãi lau sậy xình lầy, bè bờ quốc vải để cấy lúa. Chúng tôi ở trong các nhà kho hợp xã làm cả nửa ngày chủ nhật quay quát mặt mày. Dân của đồng phú gần như pha trộn, phân nửa người địa phương quê mùa có gốc từ nhóm người thượng du đã bị việc hóa sau năm năm bốn sen lẫn công nhân nông lâm trường để kiểm soát. Họ tương đối hiền hòa chất phát, giữa chúng tôi và họ có một khoảng cách trong tiếp xúc do công an xã và cán bộ coi chúng tôi đã họp thông báo cho dân và chúng tôi được khoác bên ngoài hình ảnh của người lính miền Nam dữ dằn chuyên hãm hiếp, ăn gan, giết người. Được chừng hơn tháng chúng tôi lại được đưa về trại đi quốc đất trồng lan sâu trong hợp tác xã Việt Cường. Khu vực này giáp với con sông không rộng lắm, dân địa phương đa số bị gán là thành phần địa chủ, thương gia, dân thành thị phản động bị lùa lên đây sau các đợt cải cách ruộng đất năm 54 để khai hoang, sinh sống cho đến ngày nay thấy chúng tôi từng đội tù hàng ngày làm việc cật lực họ nhìn với ánh mắt thương cảm như cùng hoàn cảnh của họ năm xưa. Họ tỏ ra thân thiện nhưng e ngại bộ đội và công an xã, chỗ nào họ cũng cho học tập để xa cách chúng tôi. Thanh thiếu niên họ chưa hiểu mang đầy ốc thù hàng dữ cợt, có những em bé 3-4 tuổi thấy đội tù đi ngang, chúng cho mỏ ê ngụy, ê tù xỉa sói mà chua xót. Tôi được thấy một người đàn ông tuổi độ ngoài 40 nghèo sơ sát, nhà là chiếc chòi trống hoác nằm trên tấm phên nước kê cao tránh rắn rết, gần chỗ chiếc vó sát bờ sông, đơn chiếc một mình trong khắc khổ chẳng tiếp xúc với ai. Viên cán bộ cho biết anh chống đối không vào hợp tác, khẩu phần lương thực, tiêu chuẩn vải vóc hàng năm không có, anh phải vó cá đổi chát, chịu trách rưới sống qua ngày. Thế nên những lần có thư gia đình, vợ tôi nói cho biết địa danh để ra thăm thấy hoàn cảnh của người đàn ông không là xã viên rồi trong năm cũng như vậy, lấy gì để ra thăm? Tôi đã thư về cho vợ tôi, dành phần thăm tôi để nuôi các con, đừng làm việc bà nữ qua đội đá vá trời. Có lần đi làm riêng lệ thấy hai ông bà già đứng thấp thó ngó ra, ông cụ vời tôi vào bảo uống bát chè xanh nóng cho ấm bụng, bà cụ ra đàn trước như canh chừng bộ đội, tôi lẻn vào nhà ông dí cho tôi hai củ lan luộc nói chả có gì hơn và thì thầm, Chúng tôi mong các anh ra giải phóng cho chúng tôi, ai ngờ các anh từ già tới trẻ dắt nhau ra đây đi ở tù cả lũ. Tôi như nghẹn lời biết nói gì về những oái oăm của lịch sử cho cụ hiểu bây giờ. Dịp ngày 22 tháng 12 là ngày kỷ niệm quân đôi nhân dân, vẫn phải đi lao động như ngày thường. Chúng tôi được ăn tươi vào bữa cơm chiều, có chén cơm trắng gạt ngang thêm nửa ký sắn luộc, thịt thì được vài miếng như ngón tay lỏng bỏng một giá nước kho ăn mừng lễ lớn. Tối có đoàn chiếu phim đến chiêu đãi trình chiếu các phim thời sự, vĩ tuyến 17 ngày đêm khói lửa, anh hùng xà nu, họ cũng chiếu phim chủ yếu cho dịp Giáng sinh như ngày lễ thánh do nữ diễn viên thượng thặng của miền Bắc. Cô Trà Giang trong vai nữ giáo dân bị ông giám mục sàm sở đè đòi cưỡng hiếp trong nhà mặc áo, một sự tuyên truyền mạ lị đốn mặt trắng trợn nung nấu lòng căm phẫn trong dân chúng có cớ bách hại trù dập tôn giáo. Đêm Noel, chúng tôi tụ nhau hát khẽ vài bản thánh ca, quản giáo, vệ binh bắt chúng tôi tập hợp ngồi tại chỗ ra lệnh cấm hát sướng và có biểu hiện tôn giáo. Có hai tay quản giáo ác là nhân và thịnh đè nén chúng tôi đến ngột thở, tên nhân nói chẳng có chúa, Phật nào cho các anh lương thực cả, chỉ có lưỡi quốc nó làm ra lương thực cho các anh. Tên thịnh giữ chẳng kém, Mùa lạnh giá bạn tù trong toán nhồi rơm với đất sét rét tường nhà ngại ngùng trong giá lạnh, bị hắn ra lệnh nhảy xuống suối ngâm mình, một hình phạt quá quát của lòng người. Đợt giá lạnh năm 1976 năm mà chúng tôi được nếm cái lạnh đầu tiên của miền Bắc, họ nói năm nay lạnh giá nhất so với 10 năm trước. Vậy là trời chẳng chiều lòng người, đang trong hoàn cảnh tù đầy, thiếu đói từ trong năm ra y phục chúng tôi chỉ là những bộ đồ mỏng nhẹ và chiếc mền đơn đâu đủ ấm. Họ cho tù mang những gốc gỗ khô ải về đốt giữa buồn làm bớt đi băng giá ngoài trời. Cũng đang ở đợt lạnh giá, buổi sáng cảnh báo thức cho tù dậy ăn sáng đi lao động, nghe râm ran trên buồn một, anh Thành hơi lúng tuổi ngủ hoài không dậy, quản giáo và đội trưởng tù vào lây thức, anh đã chết trong giá lạnh thật lặng lẽ và an bình để tránh sự kích xúc chúng tôi bị lùa đi làm hết, để vài anh trong đội cưa sẽ đóng cho anh chiếc ván mộc đưa anh lên an nghỉ trên đồi tranh. Trước anh, lúc chúng tôi mới từ trong Nam ra có anh thiếu tá pilot lái A-37, anh cao to đi đốn cây trên rừng về, nhảy xuống suối tắm gần sáng anh chết vì sốt cấp tính. Nghe nói chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 anh về nhà sắp xếp cho gia đình di tản sáng hôm sau vào tìm chiếc tàu của mình để đi thái lan vào phi trường thì được biết máy bay bị bạn bè của anh lái đi mất anh kẹt lại và như sinh nam tử bắc vậy là hai người an nghỉ trên đồi tranh hoang vắng ít lâu sau họ phát cho chúng tôi chiếc mền đỏ sọc đen gọi là mền chiên trung quốc và bộ đồ hoa tràng ri của binh chủng biệt động quân để phân biệt tù nhân chúng tôi với dân chúng và công nhân các công trường nông trường cho dễ phát hiện khi có ai đó muốn trốn trại trà trộn trong dân. Cũng đã có những vụ trốn của mấy anh trên các trại cốc định vượt thoát trốn ngược qua tàu, bị du kích và dân quân bắt lại giao về cho trại bị đánh đập, cùng kẹp trong củi kỷ luật thật giả man. Trại chúng tôi cũng không ngoại lệ cho đào hầm làm nhà kỷ luật, cũng may tôi chưa thấy có ai bị vào đây an dưỡng. Tấm mền chiên được coi là có giá trị trong việc bán buôn, đổi chát lén lút cho dân và công nhân. Cứ mỗi tam cá nguyệt chúng tôi được cấp phát ba lạng đường, 20 gam thuốc lào, một gói sông cầu cho hai người, có lần được cấp phát bộ đồ tù màu xanh lam, có bộ áo mây cổ bằng vải trắng, quần động sẽ một miếng trắng để dễ nhận dạng là tù nhân. Tuy nhiên dân và công nhân thiếu vải họ chấp nhận đổi chát, nhuộm thành màu gụ cho có quần áo mà mặc. Ăn sáng luộc triết ngán tới cổ, các bạn tôi nhồi nắng với muối hình tròn tròn gói lá chuối luộc hoặc nướng cho bớt ngán nhưng khỉ thì vẫn là cốt khỉ, chỉ lừa ảo giác vài bữa lại ngán. Lúc này thì độc tố của sắn và lượng tinh bột ăn vào cộng với việc thiếu đường thiếu mỡ, sự tích tụ tinh bột dư thừa đã làm cho hai bên tai chúng tôi bành ra, trong dị dạng tựa loài khỉ mỗi khi ăn chúng để dành phùng hai bên má thấy mà thảm hại. Bộ đồ hoa biệt động quân to phùng phình, tôi phải lấy chỉ bao cát và kim tự chế lên gấu quần, vén gấu áo, chíp vai chíp hông cho vừa cỡ dành mặt thêm vào ban đêm cho bớt lạnh. Công việc chỉ múc nước, lấy củi từ hông nhà bếp xuống bỏ vào lò, rửa chảo rửa xong nồi. Bù lại thông được ăn cơm cháy thoải mái trong nó hồng hào hẳn ra, ai hỏi nó cũng chỉ cười ngây ngô ờ ờ nghe nói hồi đó nó ở trong nhà thương điên chợ quán. Trưa ngày 30 tháng 4 chả còn ai canh cổng, thông nó đi lang thang ra ngoài thấy quân phục lính tráng cởi bỏ dọc đường. Nó mặc vào bộ đồ biệt động quân trên đầu đội chiếc lưỡi trai bộ binh có lon thiếu tá. Nó điệu bộ đồ lân la tới các sạp bán cơm xin ăn qua ngày. Dịp quân nhân hết hạn trình diện đi cải tạo, nó bị hốt hỏi cấp bậc nó chỉ lon trên nón, hỏi làm cho CIA hạ nó gật, vậy là bị đưa ra ngoài bắc, bị nghi giả khùng giả điên như gián điệp. Có anh cự đại úy làm ở Chi Lăng, khối quân huấn trong ban khảo hạch chấm thi cho các đơn vị về thủ huấn, tưởng nhẹ nhàng đâu có gì làm hại ai, khai là trưởng ban khảo hạch, họ tưởng anh chuyên trấn nước tra khảo, đánh đập, bị đưa ra bắt anh than oan ôi ông địa. Anh thằng thiếu tá có vợ là trung úy trợ tá xã hội, anh ngành quân cảnh coi các trại tù Tân Hiệp Phú Quốc, cả hai vợ chồng đi tù mất hết cơ ngơi. Dịp xét đồ anh lén giấu tượng ảnh ông Thánh Martin trong túi vải nhỏ ở chỗ đất trũng giữa lối đi quên mất. Hai ngày sau lúc đi cắt tranh về sớm tôi lượm được, đầu biết của ai tôi giấu kỹ học thuộc lòng lời kinh, đi tù về khi phú được sinh ra tôi lấy tên thánh của ngài đặt tên thánh cho nó. Anh chị thằng cũng đặt tên thánh cho con là Martino bây giờ là Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông đang làm công tác từ thiện cứu các bé gái bị cha mẹ hoặc môi giới bán sang cao miên làm nô lệ tình dục. Tôi và bố cha đã có dịp nói chuyện qua điện thoại, ôn lại chuyện cũ thấy thân thương. Chúng tôi lại được đưa vào đồng phú làm cỏ, quốc xới để gieo mạ đợi sau Tết vào nhổ mạ cấy lúa. Chúng tôi cũng tập trung đi chặt củi bó chất đóng cho trại đem bán ngoài yên bái. Có hợp đồng mua giang, Mùa nứa chúng tôi phải đi đốn cho trại làm kinh tế, họ vắt cạn kiệt sức lực của tù nhân. Tết năm nay nghe trại cho ăn Tết lớn, ngày 29 Tết chúng tôi rời Đồng Phú, gom hết về trại được nghỉ lao động ngày mồng 1 và mồng 2, có bánh chưng truyền thống mỗi người một cái nặng nửa ký, có chút mứt, gói trà và 200 gam đường và một gói thuốc sông cầu. Chúng tôi được phân công đi lấy củi dự trù cho hai ngày nghỉ Tết các đội khác dọn dẹp làm sạch doanh trại kẻ ô giữa sân dự thi đấu cờ người thấy rộn ràng tết đến trại cho làm thịt ba con heo vừa cho ăn tươi vừa lấy thịt làm nhân bánh chưng cũng có một con trâu được làm thịt tăng cường cho ngày tết buổi tối giáp tết được phát mỗi người cái bánh chưng mứt đường thuốc lào thuốc lá làm buồn nào buồn ấy náo nhiệt hẳn lên tôi và quan thủ kỹ cặp bánh chưng của hai đứa trong học đầu giường hẹn sáng mồng một bốc ra thưởng thức hương vị ngày xuân. Có bạn treo bánh chưng lơ lửng trên đầu nằm mà vách bằng nứa lưng chừng, tưởng như thời như thuấn cửa thường bỏ ngỏ, sáng ra nhìn lên chả thấy bánh đâu la oai oái như đứt từng khúc ruột. Đi thưa cán bộ, họ làm gì hơn tiêu chuẩn mỗi người chỉ có vậy mà đâu phải chỉ buồn tôi, vài ba người ở buồn khác cũng xảy ra tương tự, cán bộ còn nói các anh ăn hết giả vờ kêu mất để xin cái khác. Trưa ngày Tết, chưa tới 11 giờ đã có tiếng nhà bếp kẽn kêu các đội lãnh thức ăn, vậy là nhộn nhịp như phiên chợ, nào ca, nào công, nào chén nhựa ra chia, ra lấy đồ ăn y xèo. Tôi và quan bày thức ăn, có cơm trắng, thêm chiếc bánh chưng ăn no đã tỉ, chiếc bánh còn lại dành cho ngày mồng hai Tết. Tối khỏi họp tổ chúng tôi dành những phút riêng tư nhớ về gia đình, có tiếng ai đó chẳng chuyên nghiệp ca sĩ EA. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, bị vệ binh nạc các anh còn ủy mị ca hát nhạc vàng vớ vẩn. Sáng mồng hai tưởng được nghỉ trọn ngày, vệ binh và cán bộ xuống tập hợp lao động vào đồng phú chặt mỗi người một bó giang sáu cây dài tám mét xong sớm nghỉ sớm, vậy là từng đội tổ ra đi tìm chặt giang đem về mong nghỉ sớm. Trưa về được chén cơm trắng và nửa ký sắn luộc ăn với xương trâu nấu canh rau muống. Chiều được 600 gam sắn luộc ăn với da trâu thui các miếng nấu như tựa A dao Chất này trong năm ninh như thành chất keo dùng pha lỏng với vôi quét tường nhà Bây giờ họ cho tù ăn, thật giả mang Chúng tôi mới bị xua vào đồng phú để nhổ mạ cấy lúa đổi công cho hợp tác xã Thì lại được trút về đi rỡ lan ngoài cánh động mà trại mượn đất của hợp tác xã này đã đủ ngày giờ thu hoạch Tổ chúng tôi được làm bảo tiêu đẩy xe cải tiến chuyển lan về trại các em bé lúc trước chu mỏ chửi chúng tôi là tù, là ngụy, bây giờ các em ra đứng trước nhà nói các anh cho em lan với. Không có vệ binh đi theo, chúng tôi ném khoai vào hàng rào tranh cho các em, có lúc các bạn tôi gánh quẩy khi tan tầm về đã thấy cho các nhà dọc đường vãn cả gánh, vệ binh thấy vậy lúc về trại bắt chúng tôi đứng phạt cả tiếng. Dịp này có đợt quà đầu tiên của gia đình từ trong năm gửi ra tôi cũng có gói quà chừng 3 ký trong có chiếc áo len vàng và ít thuốc chủ yếu là thuốc sốt rét và ít thuốc bổ. Các đội đang gạn lọc bớt những người già, yếu sức, bệnh tật cho làm việc nhẹ. Cán bộ đằng coi chúng tôi đi vắng đã hơn 2 tháng nay bất ngờ về coi lại, khi đi vắng cán bộ tên đang phụ trách, anh xấu trai lại vẫu nữa, nhưng tính cương trực hay bên tù. Có lần đi làm đường nặng nhọc, ông dẫn tôi lên kho lãnh sáng cho đội, nhà kho cân đúng tiêu chuẩn, sợ tù đói ông bắt kho cân thêm cho họ có sức làm nặng, kho cứ việc báo cáo ông chịu hết, nói đết sợ, hòa hoàng vẫn còn sót lại người có chút lòng nhân. Về coi đội được ít bữa, cán bộ đằng nói mình sẽ đi khai phá vùng kinh tế khác để mọi người chuẩn bị tư thế phấn đấu cải tạo tốt. Rồi ngày đó cũng tới, vào 7 giờ sáng ngày của tháng 3, chúng tôi được lệnh gom gọn đồ đoàn cái gì không cần thiết bị bỏ lại, ai cũng phải mặc bộ đồ hoa của biệt động quân trong lúc di chuyển. trong bốn đội cả thấy hơn trăm người trong bộ đồng phục hoa rừng, tưởng như đang có cuộc hành quân tiến vào khu mỏ vẹt năm xưa. chúng tôi được cấp hai bữa ăn cơm nắm cho cả ngày, xong được lệnh ra ngoài lộ cho xe chở ra ga yên bái. lần này thì xe chạy ngược lên vùng cao của tỉnh sơn la, hai toa chở thang sau cùng dành cho chúng tôi tàu hú còi chạy tiếp chừng hơn 3 giờ thì ngừng lại. Chúng tôi xuống tại ga nhỏ không có tên, được dẫn bộ để qua đò đi sâu vào khu làng hợp tác xã, nơi có những đồi sắn đang thu hoạch gian dở, còn trơ lại những hốc nhổ vội, củ sắn còn vương vải thật quyến rũ, họ cũng đang trong vụ nhổ mà cấy lúa. Dân địa phương tiếp xúc với chúng tôi không hận thù lắm. Người thanh niên nói chuyện với tôi, anh như nghẽn ngãn, giọng đơ đớ nên không phải đi nghĩa vụ anh khoe có người bà con vào năm 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 bốn đang lập nghiệp ở cái sáng chúng tôi ở đây trả công cho hợp tác xã bằng cách đi sang đường rải đá trên những chỗ trũng lở được hai ngày chúng tôi lại lục tục ra đò đưa sang sông đợi xe lửa chở đi xe đưa chúng tôi tới ga chính của huyện tại thị trấn văn bàn ga tương đối nhộn nhịp họ giảng dân ra xa hai đầu nhà ga cho chúng tôi xuống để đi bộ ra bãi đất trống cán bộ đằng dẫn tôi đi theo như tìm chỗ trống cho đoàn xe sắp hàng để chúng tôi lần lượt lên xe từ trong xa xa tôi thấy có trại giam cũng khá đông tuổi họ còn trẻ nhưng họ được đi tự giác bỗng tôi nghe nhiều tiếng hoan hô tổng thống nguyễn văn thiệu tổng thống nguyễn văn thiệu muôn năm tôi có nghe lầm không tôi bị cán bộ đằng hối tôi đi nhanh về chỗ cũ một thanh niên cao trong ngang tàn đi sát cạnh tôi gạ đổi bộ đồ hoa biệt động quân mà tôi sửa ông bó sát người mặt vừa vặn, hắn nói thích sự hào hùng của quần áo này. Bị đằng xua không cho đi gần tôi, nói tụi họ là dân bất hảo, là loại đào ngũ bỏ trốn khi vào năm đánh Mỹ nên mới có tên trại cải tạo trừng giới bê quay. Thanh niên này cố đi sát tôi gạ mua giá cao, đằng xung đuổi nó, nó xung lại chửi làm đéo gì nhau còn xỉa tay chửi tụi bay chỉ bắt nạt được tù trong nam thôi, rồi bỏ đi. Đoàn xe tới, chúng tôi bị dồn chặt cứng trên xe cho đủ chuyến chở một lượt, xe y ạch leo dốc đèo ngoằn nghèo, lượn quanh những ngọn đồi xa tắp, nhìn xuống thấy rừng sâu thăm thẳm mà chóng mặt. Xe lên cao chót vót mới thấy có dân, họ là người Tây, người dân tộc giao, sắc phục của họ đủ màu, đàn bà, con gái hay dùng sáp bụng kín đầu, họ di chuyển thồ bằng ngựa hay lừa họ sống tự trị nên cán bộ bộ đội họ khinh khỉnh như không hợp tác thấy chúng tôi họ cũng chẳng có gì là thù hằn gần chiều chúng tôi được đưa vào một bản làng có đông người kinh họ là công nhân làm đường dài hạn mang gia đình theo có chỗ tắm giặt gần bờ suối gọn gàng tương tất đây là chỗ cuối cùng xe không thể đi xa hơn được Đồ đạc nhà bếp nấu ăn cho tù đưa cả xuống đây để chuyển tiếp vào nơi lập trại xa cả vài cây số. Sáng ra họ dẫn chúng tôi theo con đường đá lởm chởm ngoằn nghèo lúc lên cao, lúc xuống dốc, ngang qua những nhà sàn thư thất của người Tây, người Giao, họ sống tự trị, chẳng để ý đến đoàn tù chúng tôi vào khai hoang trong vùng của họ. Chúng tôi men dốc lên cao cứ chừng 100 mét lại ngồi thở, vệ binh, cán bộ đốc thúc, Chúng tôi mệt cứ ngồi ù lì, họ xuống nước nói ráng phấn đấu gần tới điểm để nghỉ làm trại. Khí hậu tháng này còn tươi mát, cây có bờ ruộng xanh ung, chúng tôi cũng lết vào tới chỗ làm láng trại lúc chiều muộn. Nơi đây có dòng nước suối trong vắt chảy lờ lửng, họ cho tắm rửa, nói rau má xung quanh tốt tươi, các anh hái ăn cho mát ruột, vậy là chúng tôi túa ra đi vặt rau má, có anh hái được cả nón, rửa sạch ngồi chấm muối ăn ngon lành. Được hai ngày thấy có triệu chứng tiêu chảy, tù khai bệnh xin nghỉ, bị cấm ngặt không cho cải thiện rau má nữa. Lúc này thì Tuyên ở chung phòng, nó với tôi cùng khóa ra trường năm 1966, nó tài lanh lúc mới ra bắt nó khai sinh viên y khoa nên cho vào tổ y tế từ dưới yên bái, giờ tự giác đi kiếm cây thuốc về sao sắc cho tù uống chống phù thủng. Thỉnh thoảng gặp tôi nó cười khi nói mồm mép đỡ tay chân nó ít còn thân thiện vồn vã với tôi như những khi còn làm ban ba của chứng khoán sau này nó xin qua cảnh sát làm trong ủy ban phụng hoàng tuyên nó tin tưởng là thành khẩn khai thì sẽ được chiếu cố nó khai bắt bớ phá vỡ nhiều hạ tầng ghi bản án tù chung thân như tôi để rồi bị té xỉu vì lỡ lời tổ y tế có hai người được ở gần với toán anh nuôi nên khẩu phần ăn cũng trội hơn chúng tôi làm nó hài lòng chúng tôi phải bạc đồi đốn cây, cắt tranh, chặt nứa, chặt vầu để làm láng trại, phát đồi đốt nương trồng bắp, trồng sắn, gieo lúa nương. Các khẩu phần ăn đã thiếu bây giờ sự cung cấp thực phẩm đoàn 776 từ Yên Bái lên chậm trễ, chúng tôi đói và khốn đốn hơn. Trại cũng cố gắng tìm mua lương thực từ trong dân nhưng ở đây chủ yếu là dân vùng cao, người Tây và Giao chỉ trồng lúa nương đủ ăn không dư lương thực để trao đổi ngược lại trâu và ngựa thì rẻ nên cũng hay có bữa ăn tươi. Đến tháng 6 bắp đã có trái nhưng chưa đủ già để thu hoạch, sáng thì còn non chưa tích tụ đủ nguồn sữa tinh bột phình to thành cũ, chả thể có gì ăn được cho bớt đói. Khí hậu mùa này khô hanh từng cơn gió lào thổi sang thốc xoáy trong thung lũng làm khó chịu lạ thương. Có những con bọ nhỏ như đầu tăm đen kịt, từ trong cỏ búng ra chíp vào da nhói buốt, những con ruồi như con ong mũi sản sinh nhanh trong mùa này, chúng đánh hơi tìm sinh vật có máu chích đốt để sống, lưu lại trên da vết sưng ửng đỏ làm độc lỡ lói. Điện biên phủ ở về hướng Tây theo đường chim bay 30 km, cách doanh trại của chúng tôi ở thuộc vùng có tên Thang Nguyên, nổi tiếng khí hậu khắc nghiệt và mũi mồng nên có câu ruồi vàng, bò chó, gió Thang Nguyên, địa danh của hiểm trở, nghiệt ngã nhất vùng Sơn La mà chúng tôi đang hứng chịu ăn uống kham khổ thiếu đói, sức lực chúng tôi sa sút thấy rõ, khổ nhọc nhất là mỗi khi đi lãnh thực phẩm cách xa hơn vài cây số, chúng tôi mỗi người mang theo một cái quần lành chắc, cột túng hai đầu nhận 20 cực rờ gạo dồn làm ruột tượng khoác lên cổ mà đi. Lúc về, đường lên dốc nặng đi lại phía sau, lệch bệt chừng vài trăm mét phải nghỉ, đói bụng chúng tôi moi gạo nhai sống, ai cũng như có vạch vôi trắng bên mép lương thực về trên trại họ cho ăn đậu ngô dưới tiêu chuẩn chúng tôi đói mờ người từng đêm bụng trống vắng khó ngủ sự chia chác các bữa ăn thật chi li ai cũng trong phần ăn của người khác hơn phần của mình nên đã có những cố gắng chia như đồng đều nhưng vẫn có người không hài lòng phải có sự bắt số đánh dấu số một từ chén của ai đó sau nhờ một người quay lưng cho một số thì số đó là số một để đổi lại chén cho nhau thật khốn khổ các bạn tù đi làm tự do mong kiếm cái gì ăn được lót bụng cho đỡ đói, có anh đã lẻn vào các cối giả gạo của người Tây vốc trộm gạo. Người Tây họ làm các cối giả gạo cạnh các chỗ có nước chảy, đế chày là khúc gỗ dài, phần đế khoét vũng tự cái thau dài chứa nước. Trên đầu khúc gỗ có cái nỏ tròn dài vừa phải làm chày và tùy chỗ cao trũng họ đặt cối đá, để chày giả đặt bên dưới hốc đá có dòng nước chảy xuống đế của chiếc chày, khi nước đầy, nó vỗng lên để nỏ cối đập xuống họ đổ thóc xuống cứ để vậy cối tự động giả cả ngay cả đêm thấy đã thành gạo họ xúc về sàn sảy có gạo nấu ăn các bạn ta vào xúc trộm đem lựa gạo nhai sống hôm nay các bạn đi làm về chia cơm điểm danh thấy thiếu một người anh tên hai lúc ở cao lãnh trong những dịp đá banh giao hữu anh là trung phong nhanh nhẹn đá đẹp mỗi lần xuống banh được các bạn cổ vũ hô to hai cu hai cu Đến giờ này anh vẫn chưa về, cán bộ cho đi tìm, thấy anh nằm bất tỉnh ven nhà sàn của người tậy như ăn phải cây hay quả gì đó bị ngộ độc hết nói được. Đưa anh về trại, tuyên nó bắt mạch, có cán bộ đứng quan sát, nó hăng hái lục trong túi đựng thuốc men lấy ống thuốc chích B1, nói chích thuốc bổ cho anh hồi sinh, chẳng biết có phải bị sốc thuốc hay cơ thể anh hai cu dị ứng với B1, anh nảy người giật giật vài cái rồi tắt thở tuyên nó lúng túng đến ngỡ ngàng về sự ra đi của anh hai cu. Vài tuần sau có anh kiệt cấp bậc đại úy, nghe quan nói nhà anh giàu lắm, có mấy cửa hàng bán vải ở đường Lê Lợi. Anh bị kiết lỵ lúc mới bộc phát tuyên nó sắc lá ổi, lá xả cho anh uống chẳng thuyên giảm, anh rên đau xin đi viện chữa trị, khổ nổi từ đây ra ga xe lửa huyện Văn Bàn thì chỉ có thồ bằng ngựa hay khiên bằng cán, phải đi liên tục ít ra cả hai ngày mới tới nơi vì vậy mà sự chữa trị cho anh như bó tay anh trên đau cả tuần nhà bếp chắc nước cơm ép anh uống đường ruột của anh bị vi trùng ami đục rửa không cho tiếp nhận thức ăn đồ uống anh suy cạn sinh lực anh trên khảo hết cả tiếng và giả từ bạn tù lúc gần sáng của chốn rừng hoang u uất sáng nay đi làm sửa đường có vệ binh mới đi kèm anh chàng hay cười thiện cảm thấy không có cán bộ quản giáo anh đến cạnh tôi mỉm cười khoe, tụi em mới áp tải hơn 1.400 cấp thiếu úy và trung úy từ trong Nam ra cho đoàn ở Yên Bái. Tôi nghe lùng bùng trong tai, bây giờ mà họ còn đưa các cấp úy nhỏ từ trong Nam ra thì mong gì có ngày về. Tôi hỏi hắn thấy trong Nam như nào, nó nói giàu và hiện đại quá chừng. Gần tháng 9 bắp coi mọi cứng sữa sắp vào dịp thu hoạch mà mức ăn cứ thiếu hụt đêm về bụng thì đói cứ lỏng chỏng ngủ không được. Tôi nghĩ cách ra ngoài hàng rào trại bẻ bắp về giấu ăn thêm, thế là đợi đêm trăng thường tuần tôi vợ đi cầu, tôi ướm chừng tên bộ đội đứng gác xa đầu láng, tôi nói to báo cáo bộ đội tôi xin đi cầu tôi nghe hắn nói được. Tôi lần mò ra nhà cầu sát đội có hàng rào cây nhỏ đang xéo, tôi vạch chui ra lần dốc xuống nương ngô của người tậy nhưng họ gieo sau ngô của trại nên chưa đủ cứng tôi mò sang dãy ngô nằm phía sau ban chỉ huy trại, đang dò dẫm đi tôi nghe tiếng hai người tẩy đi sang gần sáng đang trên đường về nhà. Tôi nín thở nằm ép xuống dãy ngô đợi họ đi xa, tôi lỡ cơ sang đại dãy ngô sau trại bẻ hơn chục bắp nhét xung quanh lưng quần sông mò lối cũ chui vào khu nhà cầu, nghe động tĩnh tôi lững thững về gần láng, tôi hô báo cáo bộ đội, tôi đi cầu sông xin vào, tôi nghe hắn nói được tôi nhẹ nhàng vào chỗ nằm thở phò hú hồn nghĩ lại tôi thấy mình dạy lỡ vệ binh bắt gặp bị đánh đập quy cho tôi trốn trại thì hình phạt khó lường. Âu cũng tại cái đói làm tâm trí tôi liều đoạn. Có lệnh của trại cho thu hoạch bắp gấp, rau cỏ chưa tới kỳ cho nhổ hết nấu ăn. Bộ đội, cán bộ có những buổi học liên miên như có cuộc di chuyển trại lần nữa. Chúng tôi được thảnh thơi trong lao động. Cán bộ quản giáo đang đi lùng mua trâu và bốn con ngựa để thô. Nghe nói trên trại vệ binh và cán bộ đang thu gọn đồ đoạn cho cuộc chuyển trại gấp gáp. Mua được ngựa và trâu, cán bộ tập hợp cho biết các anh chuẩn di chuyển về xuôi cần gọn nhẹ để đi bộ về ga xe lửa văn bàn. Tiêu chuẩn ăn uống của các anh quy ra tiền mua trâu thịt bồi dưỡng để các anh có sức đi bộ, tiền còn lại đã mua bốn con ngựa, của các anh hai con, của khung hai con thồ đồ. Mình sẽ di chuyển hai ngày một đêm tới địa điểm nghỉ chân ngủ đêm sau cùng sẽ thịt bốn con ngựa xong ra ga về xuôi. Buổi tối trước ngày rời trại, chúng tôi được ăn thịt trâu, kèm nửa con heo cho cả trại, cũng được cấp 200 gram đường và thuốc lào. Sáng sớm hôm sau được lãnh ăn sáng bằng chén ngô bung với hai phần cơm cho trưa và chiều, rồi khởi hành đi trong hừng sáng cho mát. Từng nhà dân người thiểu số ra cổng ngó chúng tôi rời vùng rừng núi của họ như tiếc núi khác với lúc chúng tôi mới tới họ như hững hờ vô cảm. Đường về lần này xuống dốc, chúng tôi lưng khoác, tay sách thấy chả nặng mấy nhưng vai thì hàng vệt đỏ, chân thì mỏi giả rời, lúc đi lúc nghĩ chúng tôi phải ráng sức mà về xuôi. Đi ngang qua những đoạn đường do nữ công nhân từng toán năm sáu người, tay sẻn, tay cầm ki bưng đất, người thì đứng trên sườn đồi trên vênh dùng xà ben sủi đất mới thấy thiếu nữ miền bắc quá vất vả cả tuổi thanh xuân của họ gắn liền những con đường khai phá trên bản làng hẻo lánh này trước ngày chúng tôi rời trại cũng đã có trại bên trên ra về theo kiểu cuốn chiếu thế nên tới trạm dừng chân nghỉ trưa mọi người chúng tôi đều gặp nhau tại nơi này ai cũng mang tâm trạng riêng người ngồi kẻ nằm như những khúc gỗ bất động Đồ nhà bếp của tù và của cán bộ được ngựa thồ đi trước về điểm cuối cùng nấu cơm và làm thịt ngựa đợi đoàn tù về tới sẽ lãnh cơm và thịt ngựa. Vậy là khoảng đường gần 65 cây số, chúng tôi đã đi được hơn phân nửa. Bây giờ là 10 giờ đêm, chúng tôi dừng chân, chia cơm, chia thịt được gần hai lòng giyogo. Chúng tôi ngủ đêm ở những thửa ruộng nất thang gồ ghề nằm nhìn sao trên trời xa thẳm nghĩ mình như những mục đồng chăn trừu, chăn lừa thời chú mới chào đời. Sáng dậy sớm, chúng tôi được phát chén cơm độn sắn, hai vắt cơm nắm cho cả ngày, rồi chúng tôi di chuyển vội vàng để có mặt tại nhà ga lúc 10 giờ cho kịp chuyến xe lửa. Chúng tôi tới trễ tàu được lệnh phải đợi chúng tôi nên khởi hành chậm nửa giờ. Xế chiều, chúng tôi xuống ga yên bái, qua và được xe đưa về sắp nhập vào trại mới trại của những cấp tá lẫn lộn từ trung tá trở xuống. Thấy chúng tôi từ xa mới về, các bạn tù tổ sang nhận bạn bè. Tôi gặp anh chất, anh có dòng máu tây lai là đại úy quận trưởng tuyên nhân lúc tôi mới ra trường xuống đây, này là thiếu tá. Nhớ lúc hành quân chết hai người lính miên, khi về quận đường, tôi bị bà vợ ra ghi áo đòi trả chồng cả anh Kiều Công bị thiếu tá quận trưởng Bến Lức liên can tới vụ binh biến năm 64 lúc Trung tướng Đức tư lệnh quân đoàn 4 và Đại tá Huỳnh Văn Tồn tư lệnh sư đoàn 7 kéo quân về đảo chánh trên Sài Gòn do Trung tá Phạm Ngọc Thảo chủ mưu. Bạn bè đi kiếm nhau kêu ơi ới, thấy chúng tôi ăn cơm có thịt ngựa lạ miệng, họ đến xin đổi chắc y xèo ăn thử cho biết mùi. Ngày hôm sau chúng tôi được nhập vào đội đi phát đội đa số là cấp tá do anh Hoàng Mão Trung tá khóa 20 Đà Lạt hăng hái thúc dục anh em làm không ngơi nghỉ. Đội văn hàng ngang chặt cây, chỗ nào chưa ngang hàng với toán bên cạnh, anh đi tới đi lui đốc thúc la oai oái, nhìn xuống tôi thấy anh như vị tư lệnh chiến trường, giáo giác bắt anh em phấn đấu vượt chỉ tiêu trại ấn định cho đẹp lòng quản giáo. Cán bộ tên sinh, tay này háo danh nhất trại, lúc nào cũng ganh đua với các cán bộ đội khác để có danh hiệu tiên tiến gặp anh mão phổi bò chứng tỏ cải tạo tốt để được về sớm cặp bài trùng này ép dầu ép mở anh em làm trối chết tối về hợp tổ có anh kế trung tá tê của khánh hòa là thư ký đội anh mổ sẽ chê trách kiểm điểm từng người lao động trong ngày thật quá quát trước mặt cán bộ giọng anh chi chiết đến khiếp tôi nghĩ những tay này lên được cấp bậc thuộc loại nền nọt thượng đội hạ đạp mình mất nước đi tù chả trách vào đâu được cũng may chúng tôi chỉ ở tạm vài bữa thì được về trại cũ. Lúc về các đội được lệnh sắp xen kẻ nhau ở tạm, chỉ nó mới ở bệnh xá về vào nằm kế với lông, tay này tính khó chịu, nó hất đồ làm chí té nhủi. Tôi bước tới dùng thế cận chiến cuộc lông ngã nhào, cả buồn ồn ào lên, lòng nó thách thức nhưng vẫn ấn tôi, từ buồn trong xuân là tù cũ ra can nói đáng lẽ lông phải giúp bạn sao hành xử tệ, làm lông ê càng, bẽn lẽn về trại cũ chung đụng với các bạn từ lúc mới ra đông đúc mà thực phẩm chỉ thuần túy sắn ăn theo tiêu chuẩn chả đủ no tôi lại lẻn đi kiềm sắn ăn ly chia có buổi tối trại tập trung ra nghe buổi nói chuyện của quan cận thần nhà nguyễn ông phạm hòe được quay thành phim đem chiếu bắt chúng tôi ngồi nghe như tấm gương mà học hỏi thuần phục tối trời giả vờ đi cầu tôi chui ra khỏi hàng rào sau nhà cầu nhổ sắn lột vỏ ém gọn trong lon ghi yogo súng bụi tre bên kia đường nổi lửa, che ánh sáng luộc sắn, chỉ nhấp nháy chừng 7 phút tôi đã có lon sắn luộc. Lẻn vào lại khu nhà câu, thấy có vài anh đang làm công việc quan công, tôi đi lẹ vào buồn, cũng là lúc buổi chiếu phim xong. Tôi và quan đổ sáng ra ăn nó nói, tào bái mày là sư phụ liều cùng mình. Dịp ngày 22 tháng 12 năm 1977 chúng tôi được lệnh tất cả các trại trong đoàn 776 tập trung lên hội trường của đoàn để mừng ngày quân đội nhân dân và nghe tổng kết lao động của đoàn. Các trại vào chỗ ấn định, tôi ngồi sát cửa dẫn vào hội trường, tuy đông đúc bạn tù nhưng không ồn ào lắm, một lúc sau đội cấp tướng được hướng dẫn vào sau cùng, có tất cả 28 vị từ chuẩn tướng đến trung tướng, khi đi ngang tôi nhận ra tướng có. Tướng Nghi, tướng Lạc, tướng Di, tướng Tất, các ông đi vào trong lặng lẽ, chả dám ngoái nhìn thuộc cấp cũ của mình. Chỉ có ông Tất lúc đi ngang, tôi nắm tay ông nói nhỏ đại bàng mạnh giỏi, ông ngó xuống mỉm cười. Tôi biết ông hồi còn là trung tá chỉ huy C4, ông hay xuống kiến tường để duyệt xét hành quân phối hợp đánh qua miên, sau ông về chỉ huy biệt động quân và lên chuẩn tướng năm 1974. Dịp Tết năm nay trại cho ăn tươi mà không có bánh chưng truyền thống, tiêu chuẩn đó họ cho mua trà, mứt theo lèo, thuốc lá, thuốc lào và đường mỗi người được 300 gram. Họ cho tù tổ chức văn nghệ vào đêm giao thừa, cho mời nhân dân xã Việt Cường, công nhân trồng trà, lâm trường về coi đông lắm để nghe tù nhân hát, cũng có những tiết mục giao lưu của nữ công nhân lâm trường. Các tiết mục văn nghệ vở kịch đã được trại xem xét và trình diễn như đã chấp nhận có tiếc một tiếng dân chạy do quý có vợ là thủy trưởng đoàn thiên nga của phủ đặc quỷ tình báo đã bị cắt xén không cho họ điệp khúc của bản nhạc nhưng khi trình diễn anh nổi hứng hát nguyên bài của nhạc sĩ Phạm đình chương dân chúng thấy hay vỗ tay tán thưởng dần rộ một đơn ca phi nó hát bài bồ câu trắng của trịnh công sơn nó hát du dương làm dân xã thích thú khoảng hơn tháng sau có lệnh biên chế, sáng sớm mọi người ra tập hợp, ai có tên mang đồ lên cổng trại đợi di chuyển, tuyên và quan tách rời xa tôi từ nay. Chúng tôi được sắp xếp thành đội mới, do quản giáo đang phụ trách, anh hiền đại úy làm đội trưởng. Tôi về chỗ quan và tôi nằm lúc trước, có ba người bị bắt trước lúc Phước Long thất thủ bị giải giao ra đây đầu năm 1974 các anh tên Xuân, chuẩn úy ban hai của chi khu. Rạng binh nhì, Long hạ sĩ trinh sát ngực anh xăm con ó sau lưng có chữ sát cộng to tướng, phát thiếu úy ban hai tiểu đoàn, một số chúng tôi đại úy bên quân đội thuần túy. Có phải lần tôi cuộc Long lúc mới về mà Xuân nó cảm phục nằm gần tôi có ý kết nghĩa anh em, thủ thị hỏi tôi thuộc môn phái nào, có đai màu gì, tôi ù ở nói có nghề gì đâu, chỉ là phản ứng vì bạn mà. Tôi và nó được giao cho việc nấu nước cho đội, khi ra hiện trường để tôi lại một mình nó xin vệ binh đi kiếm củi cho tôi rồi lặng đi biệt, căng gần giờ về, nó dúi đồ ăn cho tôi khi thì nắm cơm với cá trắm cỏ nướng, sao ngon quá, bữa thì vài ba củ lan luộc. Dịp vào đông phú làm cỏ ruộng lúa, tôi được cán bộ đang cho phụ trách phạt cỏ quanh các bờ ruộng, đắp chậm chỗ sạt lở, hoặc khai thông cho ruộng khỏi bị úng ngập nên tôi được thảnh thơi muốn dạo qua thử ruộng nào thì tùy ý. Xuân nó như mở cờ trong bụng, nó lân la các bạn đổi phần ăn hay mua lại quần áo, mình chiên đưa tôi đem ra ngoài đổi chát. Ngày đầu mang đồ đi nó dặn khi nghe kẻ nghỉ trưa của hợp tác xã, canh chừng không có bộ đội lên đồi vầu sau lưng ruộng gặp nó. Chúng tôi gặp nhau trên đồi vầu, tôi thấy nó lấy dao đi rừng gõ vào cây vầu ba cái, chừng một lúc sau có ông già người mường, Ngó như canh chừng bộ đội, ông lên gặp chúng tôi mang theo mo cơm độn sáng sắc chỉ nóng hổi với nửa con cá trắm cỏ muối chiên giòn cho chúng tôi. Xuân nói giới thiệu tôi với ông từ nay có đồ tôi sẽ là người đem ra cho ông, giá cả đổi chát nó với ông đã thỏa thuận, ngược lại ông cho chúng tôi cơm ăn trưa. Ông nhận là bố đỡ đầu của hai chúng tôi và dặn các con đói, trưa nghe kẻn tan tầm của hợp tác xã cứ lên đồi gõ vào cây vầu ba tiếng bố mang cơm cho ăn bố có gì các con ăn nấy nhà sàn ông ở phía trước đồi sát đường đi đứng trên đỉnh đồi nhà ông tôi quan sát được khắp xã gia đình ông có ba người con hai trai và một gái người con trai lớn đi xa vào nam người con gái thứ hai thấp chả đẹp mấy thạo công việc đồng áng đứa trai út tên kỳ hiền dễ thương mỗi lần thay bố đem cơm nó cởi mở hỏi chuyện trong nam có lần bố bận kỳ nó không có ở nhà người con gái đem cơm cho tôi cô bẽn lẽn đưa cơm xong vội vã đi xuống nhiều lần nói chuyện ông nói bố chẳng sợ vì anh của bố là công an xã ông chỉ cho tôi thấy anh của ông tuy nhiên cũng phải tránh anh của ông cho có vì tôi lén mang cơm về cho tôi và xuân ăn chung phần sắn của tôi và xuân nó đem đổi chát tôi lại đem ra cho bố đây là những ngày đi tù tôi cảm thấy thoải mái và huy hoàng nhất lúa đã trổ bông đang ông sửa đợi kỳ thu hoạch thì chúng tôi trở về trại, chuyển làm công tác khác. Lúc này dịch tả kiết lỵ lây lan trong các đội, một số bạn tù phải để riêng nhà cách ly gần nhà cầu, rồi nhặn vo ve từng đàn. Anh thành của sư đoàn 7, anh An ở kiến tường với tôi các anh bị nặng, bụng đau quặn cứ phải đi cầu kèm mũ máu hoài, sợ đi ra đi vào mãi bất tiện, các anh kê võng nằm trên miệng hố xí trật quần cho phân nhĩ chảy. Nhìn các anh không còn nỗi đau nào diễn tả xiết. Tôi ít lai like vãng xuống nhà bếp, hôm nay xuống đây lấy nước nên thấy anh chàng Thông đã thay đổi hình dạng khá nhiều, nó gầy hẳn đi và hay ra chỗ bờ suối ngồi thẫn thờ một mình. Tôi hỏi anh Bình làm bếp sao trong Thông nó gầy sập hẳn vậy, anh bảo trong số anh em mình hại nó, bày cho nó chơi trò chị năm, lúc vắng các anh nghỉ trưa, nó lén ra chỗ thanh vắng bên bờ suối làm từ sướng một mình nên càng đờ đẫn thêm, thật hết biết. Về lại trại lần này chúng tôi được làm bảo tiêu đi lên đoàn lãnh đồ về cho trại nhiều hơn, lúc thì đi khiêng những gói quà từ trong năm ra kèm đường gạo, có cả đồ hộp như đồ viện trợ, mà thủ kho đi theo kiểm đến đặc biệt, khi về họ cũng đi kèm canh chừng. Vậy mà khi nhập kho cũng thiếu ba hộp thịt, toán này do Xuân, Rạng và Phát chịu trách nhiệm tên thủ kho bắt ba người vào bên trong lột quần khám chả thấy. Đến tối nó để ý xuống căn trình lục đồ và chỗ ở của ba người chẳng thấy đâu, ra về trong hầm hực vì là tiêu chuẩn đặc biệt mỗi cán bộ được một hộp, bây giờ thiếu tên thủ kho bối rối ra mặt. Đợi khuya, Xuân nó nói nhỏ dặn tôi sáng đi lao động, đến khúc quẹo chỗ bụi tranh có cây sim dại xuống chỗ cỏ rậm kiếm ba hộp thịt lúc đi đường tên thủ kho lơ đảng nó đã ném xuống đó sáng kẽn báo thức, chỉ mong sớm xuất trại đi lao động, tới giờ đi làm, chúng tôi lên khung, cán bộ đang nói tổ của tôi đi cắt mỗi người một gánh rau lan rừng hoặc lá sắn thật chất lượng về cho cá trắm cò ăn. Xuân nó tổ khác xin hoán đổi sang đi chung với tôi, chúng tôi vào việc kiếm lá sắn gần chỗ mấy hộp thịt thảy ngày hôm qua, càng không có bộ đội, nó mò thấy. Chúng tôi lên đồi, lấy dao tông đục ra ăn ngon quá sức loại thịt bò xay của Đan Mạch có lẽ là thực phẩm viện trợ nhân đạo cho trẻ em mà họ lấy dành cho cán bộ. Có những lần đi lãnh đồ trên đoàn tôi thấy có một người Mỹ, nghe nói nó đào ngũ ra chiêu hồi được đưa ra ngoài Bắc, và Hà Nội đặt tên là Việt, nó phụ trách về kỹ thuật sửa chữa xe cộ cho đoàn 776, nó cao lều khều như thằng ống đói. Lặng lẽ giống tác phẩm người Mỹ thầm lặng của Graham Greene tiểu thuyết chống chiến tranh được in ở Anh năm 1955 và ở Mỹ năm 1956. Dịp mùng ngày 2 tháng 9 trên đoàn kêu trại cho ba người lên phối hợp làm thịt trâu, cán bộ đang báo đội cử ba người. Anh Hiền cử tôi, Xuân, Phát, trước khi đi nó dặn mỗi người mặc quần dài mỏng ở trong, lấy thun cột ống chân chặt lại, bên ngoài mặc quần dày, tôi chả hiểu, nó bảo lên đó nó chỉ cho trại tôi được dông xuống cho con trâu mộng to khỏe, đóng cọc cột chặt, nó vùng vằng giữ tợn, lừa lúc trâu sơ hở bị trồng hai chân trước làm một, kéo nó ngã chuối, hai chân sau bị giữ cột chặt, nó nằm nghiêng ngoái đầu muốn vùng đậy bị xuân nó dùng búa tạ nện mạnh hai búa vào trán. Con trâu choáng ván nhưng không gượng nổi, nó dùng hết sức bình sinh vùng dậy nhắm xuân lao tới hút càng mây không trúng sừng, xuân té nằm sóng xoài sang một bên con trâu lão đảo chạy tơi dốc đồi nó kiệt sức gục đầu ngút ngoắt thở, để chắc ăn vệ binh xin lệnh cho bắn xong khiên xuống thọc tiết để chúng tôi lột da lóc thịt đem về. Trong lúc xẻ thịt chúng tôi cố ý xẻ những miếng mỏng vừa vừa, vệ binh bảo cho các anh tiết luộc ăn và đi kiếm sọc cho chúng tôi đựng thịt. Xuân nó chỉ cách nhét thịt vào ống quần trong, mỗi đứa lận được hơn nửa ký, xe đến chúng tôi mang thịt về chung với trại bốn vệ binh thấy Xuân nó bị trâu hút không nguy hại nói cho Xuân gần nửa ký để bồi dưỡng. Vậy là tối đó chúng tôi có thịt trâu ăn với hai phần cơm trưa và chiều có anh Hiền ăn chung nói đùa mình ăn dỗ thằng Xuân, nó cười cười bảo đu cửa bữa nay chết thì lãng xẹt. Thức ăn là sắn, sắn trường kỳ nên gương mặt tôi nó bành bành khác thường. Nhớ thời trước năm 1972, tôi đọc truyện dài của nhà văn Túy Hồng vợ nhà thơ thanh nằm quyển truyện tôi nhìn tôi trên vách. Nên thử ngó trong gương xem dung nhan mình ra sao, quả thật tôi cũng chả nhận ra tôi nữa. Có lần tên quản giáo sinh coi tạm chúng tôi từ trên văn bản mới về, nay đã hơn ba tháng gặp lại, hắn ngạc nhiên hỏi tôi, anh Xuyến, sao mặt anh trông to thế, tôi nhìn không nhận ra anh. Ăn Tết xong cả trại lại được phân công đi lấy giang, chặt nứa lấy củi về chất đóng ngoài đường cho xe tự yên bái vào chở. Họ cho xã nước hồ bắt cá cân cho tù ăn theo tiêu chuẩn, số còn lại họ gọi nông trường vào bán, có hai suối và một ao họ kiếm bộn tiền. Gần tháng 4 năm 1978 có lệnh cho thu hoạch hết các vườn rau, đàn heo nuôi cũng được thịt rỉ rã cho ăn, một số bộ đội và cán bộ được điều bớt lên đoàn, nghe nói chuẩn bị thành lập sư đoàn mới đưa lên mạng ngược cán bộ đằng, nhân thịnh và số bộ đội hát búa được đổi đi, chúng tôi như nhẹ thở, chúng tôi được cho đi làm việc à ới như để hết ngay. Quan cảnh trại như cảnh chợ chiều cán bộ và vệ binh như dễ dãi ai làm gì thì làm miễn đừng có xáo trộn. Mỗi buổi tối tập hợp điểm danh cán bộ đang nửa như dặn dò cố gắng học tập hơn nữa, nửa như thương cảm sẽ có cuộc chia hay. Chúng tôi được cán bộ văn hóa trên đoàn xuống làm việc, cán bộ phụ trách coi giữ đồng hồ và vật quý kim như dây truyền trà soát lại để xác nhận lại vật sở hữu của mỗi người. Cán bộ cho biết có mấy chiếc đồng hồ và dây chuyền bị mất trọng xin thương lượng giá cả để trên bồi thường. Trong nhóm tôi có thi khóa 19 Đà Lạt lẹt đẹp mãi còn mang lon đại úy, nó hiền nhưng ba dai ngầm, các đơn vị trả giao chức vụ chính thức gì cho nó, được cử đi xử lý tạm lúc các đơn vị đại đội trưởng đi phép, nó bất mãn làm cho qua chuyện. Nó có chiếc đồng hồ hiệu Orin Ba Kim, có lịch có ngày mà cán bộ họ thèm muốn nên được cho biết bị mất, thương lượng trả 200 đồng, nếu chịu thì tiền phải đăng ký do trại giữ khi nào được về sẽ trả lại. Thì nó chơi khăm nói phải trả lại cho nó nguyên chiếc, nếu không nó thưa. Cô cán bộ bối rối nhờ cán bộ đang nói hộ, thì nó nói với đang tại ghét cương chơi vậy thôi, chứ đi tù thân còn chả thiết huống chi cái đồng hồ, làm tên đang cảm động. Còn tôi chỉ có chiếc đồng hồ hiệu Poma mà tôi gọi là ngựa non háu đá chẳng bị dầm ngó. Tuy vậy mà mãi tới năm 1984 nó mới mãn hạn tù được về với tôi. Vài bữa sau trên trại trả lại cho chúng tôi những bộ đồ dân sự lúc mới ra ngoài bắt sợ lẫn trốn trong dân hay mua bán đổi chát thủ tiền làm phương tiện trốn trại. Cảnh chuyển trại ngày càng đến gần, rau xanh, đu đủ, chuối xanh cho chặt kho mắm tôm đen xì ăn thêm thấy bớt đói. Trước ngày chuyển trại, họ cho ăn thịt heo, cá trắm kho để chiều ngày của tháng 7 năm 1978 chúng tôi được cấp phần cơm nắm buổi tối, mang hành lý ra ngoài lộ đợi xe đưa ra ga xe lửa yên bái để xuôi nam. Các cấp thiếu úy thuộc diện bị bắt ở lại, Xuân và tôi xa nhau từ nay. Tập trung cạnh đường xe lửa, có xe đậu sẵn nhưng đến 5 giờ chúng tôi mới có lệnh lên xe để xuôi nam lúc xe chạy chậm qua tỉnh phú thọ tôi cố tìm trên những núi rừng cây cao tàn lá xanh mát xem đền hùng chỗ nào nhưng chẳng biết xe cứ rì rập trên đường ray khuya lắm xe tới cầu long biên vào hà nội cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ ga kim liên trong đèn vàng héo úa hành khách nằm ngổn ngang chợt thức giấc nhốn nháo vơ hành lý sợ lỡ tàu cũng may là bình minh chưa sáng vội nên chúng tôi không bị dân Hà Nội nguyền rủa và choảng đá như năm 1976 lúc chúng tôi từ trong Nam ra đi ngang qua đây. Xe ra khỏi thành phố lúc trời vừa mới hừng sáng để thấy được những cánh đồng đang vào vụ gặt lúa, các lũy tre làng và đồng lúa như chạy lùi về phía sau. Trời như sáng rõ tôi thấy từng toán thợ gặt đa số phụ nữ, chân có những đôi tất tự chế cột cao tới gần bèn tránh đĩa, họ ra đồng sớm để tránh nắng gây gắt về trưa đầu nón lá, vai đòn gánh tay liềm đang đi hàng dọc xuống bờ ruộng. Quan cảnh làng quê với những cánh đồng lúa ban mai thật thanh bình. Xe vào tới đầu thị xã Phủ Lý khoảng gần 8 giờ, chạy chậm chậm dừng tại một địa điểm không phải là nhà ga cho chúng tôi xuống. Nơi đây là khu nhân công làm đường, thấy đoàn người lạ quá, quần áo, nón đội đủ kiểu tay mang vài khoác đang từng nhóm xuống khu họ ở họ nhấn nhát đánh thức con cái, ơi ơi gọi nhau ra xem, xung quanh nhà họ là cót che, mái tranh cũ rích, nghèo sơ sát. Tôi đứng nhìn sang bên kia đường, chắc là quốc lộ một thấy có ngôi thánh đường đã từ lâu bị trưng dụng làm hợp tác xã, rơm rạ chất đóng xô bộ, tháp nhà thờ loan lỗ sức lũng, cây thánh giá siêu vẹo gãy nhánh chơ vơ hiu quạnh, chả lẽ nhà thờ phủ lý hoang tàn vậy sao? Trong những ngày tháng đi tù ra đây, trên vùng thượng du những nơi mà tôi đi ngang qua chưa thấy có ngôi thánh đường hay chùa miếu nào là biểu tượng của tôn giáo cả. Chúng tôi được lệnh ngồi dọc sau dãy nhà công nhân để cán bộ vào liên lạc đem xe ra chở. Vậy là chúng tôi được đưa về đây, trại đầm đùn nổi danh là rừng thiên, nước độc nghiệt ngã, nghe đến ấn lạnh từ những người làng bị Tây Bắc và sau này trong cải cách ruộng đất. Xế trưa, xe của trại và công an áo vàng ra nhận áp tại chúng tôi về trại trước lúc bàn giao chúng tôi cho công an cán bộ đang đến chỗ tôi có thi đứng cạnh nói trong thương cảm như lạc giọng thôi anh thi ráng giữ sức khỏe chờ ngày về hắn quay như dấu vội giọt lệ hoen ra và bước đi có hai chiếc xe họ dồn chúng tôi lên nêm cứng đưa từng đợt về trại xe qua và phủ lý đưa chúng tôi theo con đường giữa những cánh đồng lầy cỏ lát Tới gần chỗ đường đá gập ghềnh lên cao, tôi thấy có chỗ như trại giam ở vùng trũng thấp bên trái. Sau này tôi được biết đó là trại C cũng gọi là trại mễ nơi dành giam giữ những người tù già yếu, bệnh hoạn mất sức lao động. Xe lên dốc chạy trên đồi đá sang thành đường, xốc lên xốc xuống chạy qua khu A có tường đá xây cao với vôi thật kiên cố. Chúng tôi được đưa vào khu B đã có những bạn tù về trước chúng tôi đang ở các khu nhà phía dưới. Tôi được đưa vào buồng một cùng các bạn chen chúc nhau nằm sát chật cứng chia nhau 60cm một người. Buồng giam là sàn đá láng xi măng cao khoảng 40cm bên trên là sàn gỗ cáu bẩn, lên bằng thang năm bậc thẳng đứng, sàn như gác lửng, đứng lâm khom đã đụng mái. Sắp xếp chỗ ở xong tôi ra ngoài tìm bạn xem có ai thân quen nhưng chả thấy, có một số tù hình sự được làm tự giác đưa phát cơm nước cho tù mới, tù chính trị. Bữa cơm chiều chúng tôi lãnh phần ăn bằng bánh mì hấp, mỗi cái to bằng miệng chén con dày cỡ 2cm, nghe nói nặng 600g, chấm muối là tiêu chuẩn cho mỗi bữa. 6 giờ kẽn vào buồn, vệ binh cùng cán bộ xuống đếm số người từng buồn, có tên hình sự đi sau khi chúng tôi vào buồn hắn có nhiệm vụ bấm khóa cửa, để mặc tình hình chúng tôi bên trong. Đêm nay, đêm đầu tiên chúng tôi thực sự là tù, có tường cao kiên cố có cửa khóa chặt và tại những nhà tù do công an coi, biết chừng nào có ngày ra, bạn bè nói nhau nghe về những tên công an coi trại đanh ác mà các bạn mình về trước biết được. Tên hới, mặt dữ dằn, môi thâm xì, hắn sẵn sàng khệnh tù bằng cú đấm khi được nhắc nhở đến lần thứ hai. Họ coi tù hình sự trộm cắp, giết người, và những tội phạm ghê gớm, họ đã quen cách trừng trị, đè nén họ bắt tù kêu họ bằng ông xưng con với họ cho nên với chúng tôi họ như có ý dằn mặt phủ đầu. Kẻn sáng thức dậy để đi làm, các bạn tù về từ mấy bữa trước cho xuất trại đi lao động, 10 giờ họ mở của buồn cho chúng tôi ra lấy nước uống, chả có nước đánh răng và rửa mặt, cũng chả có ăn sáng. Chúng tôi ra ngoài cho thoáng đảng, nhìn xung quanh là những núi rừng đá bạc sừng sững vây kín, nghĩ khó có đường đi trốn mùa này trời còn nóng gắt trưa chúng tôi phải ra ngoài tản ra kiếm chỗ có tán cây ngồi các đội đi làm về nhốn nháo gọi nhau chia cơm thì cũng được cái bánh mì hấp như hôm qua tôi ra chỗ đầu nhà gặp anh chúng anh vời tôi lại bảo đợi có khách ra ăn chung anh giới thiệu tôi cha thỏa dòng chú cứu thế kỳ đồng cha con ngồi ăn chung cha trẻ trung vui tính chúng tôi gọi các cha bằng bố tránh linh chức của các ngài với tụi công an cha là tuyên úy của sư đoàn một. Anh chúng, thiếu tá làm tiếp vận ngoại Huế, anh là tân tổng có vợ là nữ quân nhân cũng đi tù nhưng chả có tin tức của nhau. Về đây cũng có cha Huế, cha Hường là giám đốc chương trình phát thanh tuyên úy công giáo, cha Minh, tuyên úy thủy quân lục chiến cha đặng tự do giám đốc báo tinh thần VV, chiều có lệnh chúng tôi ra sắp hàng cho đi tắm sớm tránh các đội dồn cục không đủ chỗ. Chỗ tắm là hai vũng trũng ở hai bên đường có nước chảy ngầm từ trong hốc núi ra. Mùa nắng hanh núi không thấm ẩm nhiều nên nước không dồi dào, lệnh hạn định chỉ 7 phút, mọi người túa ra tắm vội vàng, trước chỗ tắm rửa là nhà vợ con công an coi tù, các bạn ta có nhiều anh làm ông A dông tắm tỉnh bơ. Lúc mà các cha chưa bị chuyển ra trại A, có lần tôi tắm cạnh cha thỏa, lúc lên thay độ tôi đứng gần, cha cuốn khăn thay quần tôi trêu cha, con thấy chim bồ câu của bố rồi nhá, cha cười ấy ấy chớ dậm làm chim sợ bay mất, rồi cả hai cha con cùng cười. Lần tắm ngày thứ ba về, tôi bị sốt cấp tính, gần sáng tôi mê man, đầu óc quay cuồng toàn những ánh vàng nhảy múa trong đầu có lẽ đang đi vào cửa cận tử. Mụ y tá xuống coi mạch hốt hoảng kêu tay y sĩ tù hình sự đem thuốc ký ninh cho tôi uống và lấy khăn nhúng nước đắp trên trán cho tôi, cứ khoảng nửa giờ, mụ lại xuống rờ trán xem mạch, nói sốt đang giảm, mụ nói nhà bếp cung cấp cháo cho tôi. Được vài bữa thì tôi khỏi hẳn và biên chế vào đội 18, đội xây dựng ra khu nhà rộng bên ngoài đối diện bền xá, đội thuộc thành phần chủ lực, nhân sự khá đông, anh liễn trung tá khóa sinh trường cao đẳng quốc phòng làm đội trưởng, có quyền làm đội phó. Tổ tôi do Hùng là tổ trưởng, cả đội trưởng, đội phó tổ trưởng tham lam với danh hiệu tiên tiến thi đua đạo đất với các đội khác làm ao cho trại thả cá. Dây chuyền thảy đất gồm tôi, Lan, Chí, giao chuyền à ới cho lấy có, bị phê phán trây lười lao động, gán là bọn tứ nhân bang đang bị thanh trừng sau cái chết của Mao Trạch Đông. Sau cả tháng thi đua đội tôi đạt danh hiệu trại thưởng cho con heo sữa, nên đội chúng tôi bị chê cười là đội heo, gặp bạn bè chúng tôi êm mặt. Thời gian đào đất chúng tôi phát hiện một cây dài ải mục nằm sâu dưới chỗ đào xới, chúng tôi đào trục cây lên để bờ ao không bị bọng dò chảy. Gần tới gốc, chúng tôi phát hiện trong gốc rỗng của cây có đoạn xương ống chân dài bất thường, một cái búa và con dao đã dĩ xét. Chúng tôi bàn tán, vị này phải là tộc trưởng nơi đây, chết được đặt vào thân cây đục rỗng như để cho bản làng thờ, lâu quá cây gãy đổ trồi xuống chỗ đầm này các bạn tôi gom ít xương tìm thấy gói vào ni nói cán bộ cho đem vào chân núi lấy đá xếp xung quanh như cải tán cho họ chúng tôi phải giải thích thuyết phục mãi mấy tay công an mới lơ cho làm gì thi làm còn con dao tên quản giáo thăm đem về định sử dụng trong nhà thì hai ngày sau hắn đem ra nhờ tù đưa trả lại hắn nói chả biết sau từ hôm đem dao về có con heo nuôi đang mạnh khỏe lớn to bỗng lăn đụng ra chết đứa con bị bệnh sợ hãi cứ khóc thế lên thắng tin ông tộc trưởng đã nổi giận nên sợ. Chúng tôi rủ nhau lấy miếng gỗ chỗ khúc xương, đem mài dẹp khắc hình quả tim cầu cơ chơi. Buổi chiều chia chát cơm nước xong, đợi điểm danh vào buồn, nhai bò bò với muối xong, luôn nó lấy giấy tập nối lại làm bàn cầu cơ. Trên giấy vẽ hai bốn chữ cái, cách xa xa cho cơ dễ chỉ, một bên có chữ thăng, bên kia có chữ dáng, bên dưới có hàng số từ một đến 9 và số 0, xong nó kêu tôi lên cầu cơ. Ba đứa gồm tôi, Giao, Luân, Giao nó ngồi giữa lưng xoay ra lối đi, Luân bên phải tôi bên trái, đọc câu thần chú cầu cơ lâu tôi quên mất, ngón tay trỏ chúng tôi đặt nhẹ lên ba phía của cơ, đọc tới lần thứ ba thì cơ nhẹ nhẹ di động hỏi tên vài người súng lại coi thì cơ chạy chỉ chữ xong về chữ dáng nghĩ ráp chữ thấy đúng tên. Vài phút sau đọc niệm cầu, cơ nhúc nhích di động nó vòng qua chữ thăng để trách nhiệm bây giờ không hỏi tên mà hỏi về năm sinh của một bạn nó cũng chỉ vào con số rồi về chữ dáng nghĩ xác nhận cũng đúng lần thứ ba cũng niệm chú cơ di chuyển sang chữ thăng để lên vùng chữ chật dao nó nhắm mắt người nó cúi dập đảo qua đảo lại và nấc khóc như có sự gì u quẩn chúng tôi phải bỏ vòng tay ra sau đỡ sợ nó lên kinh rơi xuống lối đi rồi đặt cho dao nằm nghỉ, nó tỉnh lại khóe mắt còn ướt, nó ngơ ngác hỏi nó làm sao vậy, chúng tôi kể sự việc, nó bảo lúc cầu lần thứ ba, nó thấy trong người lân lân chả biết gì nữa cho đến lúc tỉnh lại. Các bạn tôi lấy cơ cầu nữa hỏi ông Diệm ở đâu nó chỉ thiên đàng, hỏi ông Hồ ở đâu nó chỉ địa ngục, hỏi chừng nào chúng tôi được về nó chỉ thiên cơ bất khả lộ, nói cơ xạo rồi cất để mai cầu tiếp. Tôi thân với giao nó cho biết mẹ hắn trước đây làm nghề lên đồng gọi hồn ở lại ngoài Bắc có lẽ như vậy mà nó có linh ứng. Có sự suy luận, trước đó ít ngày, người bạn tù ở khu trong có vợ và đứa con trai 13 tuổi quê Tây Ninh trong Nam ra thăm chồng, thăm cha. Lúc vào đi ngang qua trại C, có vụ bắn nhau giữa công an trại và dân quân xã, viên đạn lạc làm em chết trong tức tử mà chưa gặp mặt bố, có lẽ em nhập hồn vào dao trong oan ức xong vụ đào ao đội tôi đi làm ruộng các bạn dãy cỏ quất vỡ bê bờ khơi nước vào ruộng ruộng bậc thang đất nhão dễ bừa tôi được tên quản giáo duy chỉ định cầm bừa có chí chúng tôi gọi trêu chí mén nó đại úy của sư đoàn 7 từ khi ra trường nó lên lon toàn thang cấp ngoài mặt trận có quý bị chỉ định khoác dây làm trâu kéo bừa hai đứa xuống dùng sức thay trâu kéo mấy người bạn gần đó chọc ghẹo hô vắt vào vắt vào là lệnh của người cầm bừa thúc dục cho trâu làm việc. Đâu được chừng hai vòng, chỉ nó bỏ lên bờ đứng, chống nạnh tay có tên Duy đang xem bừa ải nói đéo làm nữa muốn làm gì thì làm bỏ lên chỗ cao ngồi nghỉ, còn quý ngồi trên bờ ruộng nó ông mặt khóc, từ hồi nào làm người bây giờ chúng nó bắt làm trâu, tên Duy không biết phản ứng ra sao bỏ đi, chúng tôi vào nghỉ ăn trưa, công việc bừa ải như bỏ đã có những gói quà 5 kg và được thăm nuôi, tôi bị tên duy sĩ mặt hắn sẽ đề xuất lên chỉ huy trại không cho tôi thăm gặp một khi gia đình đến trại. Người đầu tiên trong đội tôi được thăm gặp là Hùng, chúng tôi gọi hắn là Hùng Lát, nó bị lan bèn trên da loang lỗ, chiều về trại nó mượn xô, mượn tôi xà bông ca mây, xà bông này vợ tôi gửi cho hai cục trong gói quà 5 kg, nói tắm cho thơm. Sau 24 tiếng như quy định chiều hôm sau mang quà vào nó lại ra thăm tiếp 24 giờ nữa, sau nó nói vợ nó cho cán bộ dẫn thăm nuôi 100 đồng nên được ưu đãi. Năm 1983 nó được thả về, nó đưa tôi một sấp thư dày cộng nói hủy dùng nó sợ ra cổng trại không cho đem về. Những lá thư đó có lẽ vợ nó viết gửi ra hàng tuần sau những ngày được ngủ đêm, để diễn tả thỏa mãn niềm yêu thương đã từ lâu xa vắng chồng gửi cho Hùng do quản giáo duyệt rồi chuyển lại, nếu gom viết lại là cả truyện tình phòng the thật diễm lệ. Về sống chung đụng trại giam, nhất là các buồn chen chúc nhau hoàn cảnh của mỗi người được kháo nhau nghe thật đa dạng. Có anh thêm đại úy khóa 20 DL, bố anh đi tập kết, chả giúp gì cho anh được về sớm mà còn bị đầy ra bắt như tụi tôi. Vợ ra thăm có giấy xác nhận, được trại cho ra ngủ đêm, hôm sau về trại anh lén giấu mang chiếc quần của vợ còn nguyên giấu, về nhét gối nói để tối ngủ lúc nào cũng như nằm gần vợ, anh chả thẹn mà còn vui nữa. Nguyên nó nằm cạnh tôi, nó ngành mới lên đại úy cưới vợ gốc Huế, anh khoe vợ là giáo viên. Nhà buôn bán có của, anh đưa hình vợ và hai con, một trai, một gái cho tôi xem, anh khen vợ chung thủy đưa thư tôi đọc chị nói lúc nào cũng yêu mình anh anh vui lắm kỳ vợ ra thăm nuôi ngõ ý tạm biệt để mẹ con đi vượt biên anh khuyến khích ít tháng sau nó được người nhà thư cho biết lúc vợ anh đi thăm có người tình đi theo anh ta ở bên ngoài nguyên đâu biết nó câm lặng giấu niềm chua xót có đợt chuyển vào năm nó được chuyển về trại gia trung được hơn năm nó được thả về gia đình vợ còn thương cảm lo cho nó vượt biên lúc nó đang bị sốt nặng lại chính là chiếc tàu đã đưa vợ nó vượt biên chuyến trước, hai anh chị gặp nhau lại trên đảo thật bẻ bàng. Nằm bên trái tôi là Nguyễn Đường, đại úy sư đoàn 23, anh có chú là đại tá Nguyễn Cả làm trưởng phòng, anh muốn về đâu rất dễ dàng. Anh cưới vợ gốc Bắc di cư có cơ sở sản xuất bột trứng gà khô, nó mò vào làm dễ như chuột xa hũ nếp cũng quen biết vợ Nguyên, chả thấy vợ ra thăm, nó lầm bầm chửi thề. Nguyên diễn tả dung nhan vợ nó rổ hoa mà đâu so được với Lệ Khánh trong thơ em là cô gái trời bắt xấu, đường nó có nét gì đó trong xảo quyệt, nó được tên Duy mà chúng tôi gọi là chèo đưa quần áo cho giặc mà nó vui vẻ làm như tà lọt. Một buổi chiều Chúa Nhật, chắc gần tới giờ phát cơm tôi đang ngồi thì có tiếng nói chuyện vào tôi có tên ra thăm nuôi. Tôi mặc bộ đồ tù lên tổ y tế để khám trước khi ra cổng tên cán bộ xuân bảo tôi về thay quần áo mới, sợ thân nhân thấy rách rưới như bêu xấu. Tôi đâu có đồ dân sự, thu nó nằm gần đưa tôi chiếc sơ mi vải vàng ốc phót rồi nó mới chịu dẫn ra, trên đường nó cho biết vợ tôi đến muộn đang chờ, nó nói tôi kéo theo xe cải tiến để chở đồ. Tới nhà chờ đợi tôi bồi hồi ngấn lệ, có mẹ tôi xa cách từ năm 1954, có người anh con ông bác cùng tuổi chơi đùa với nhau lúc bé hai đứa cháu lúc tôi vào năm chúng chưa được sinh ra. Cuộc gặp gỡ trong xúc động mà chúng tôi chưa kịp hang hỏi nhau thì có lệnh vào trại, đồ thăm nuôi chất vội vào xe cải tiến có nắm cơm và con gà luộc gia đình gói vội cho tôi mang vào, đã trễ giờ đóng cửa buồn cả nửa tiếng tôi bị hối đi nhanh về để giao lại cho trực trại. Tôi bày đồ cho cán bộ trực hương Văn Chiến kiểm tra, hắn là người thái trắng cũng tương đối dễ chịu. Lúc xếp đồ thấy hai bịch lạp xưởng nó là hỏi tôi sao đem nến làm gì nhiều thế, chỉ khám sơ rồi cho tôi nhận hết, có vài lá thư các em gửi thăm bị giữ để kiểm duyệt sẽ trả lại sau. Tôi sắp gọn vào dương sắt một bao cỡ 30 kg bột dinh dưỡng đậu nành, đậu phộng, mì sấy tán thành bột, là những món ăn chiến lược để được lâu, vào buồn cả buồn xì xầm tôi thăm nuôi có quà chất lượng. Gom gấp sắp xếp đồ cho gọn, tôi mang cơm ra rồi cùng Nguyên ăn với chà bông, phần bo bo tôi nhường đường. Cả đêm tôi còn nhiều cảm xúc, cứ tiếc nối chưa nói gì được với vợ, chưa hỏi han biết về các con của tôi, tôi cứ mừng tượng hình dung vợ mà tâm trí nhạt nhòa chẳng rõ, miên man suy nghĩ với tiền xe ra thăm, quà cáp mua như này còn gì dành nuôi các con. Tôi ân hận đã báo về để vợ tôi thân cò lặng lội ra thăm bao nhiêu cực khổ vì tôi. Thường thì những người thăm nuôi hay khai bệnh để ở nhà nấu nướng, tôi cũng không ngoại lệ lên khám bệnh do bác sĩ nhâm. Ông là trung tá quân y, cũng bon chen trong liên danh bông sen và đắc cử thượng viện. Ông nhiều kinh nghiệm trong nghề, chỉ liếc qua ông biết ai bệnh thật ai bệnh giả. Tôi khai thật đã lâu không khám bệnh hôm nay hơi mệt xin nghỉ một ngày mai đi làm, ông phê cho nghỉ. Tuy vậy ông cũng bị bạn ta tổ trác, có anh chàng tên trai cũng được ông nhìn mặt, đi khám bệnh ông cũng cho nghỉ nhưng phải có khoảng cách vài bữa. Trai nó nghĩ cách tạo sốt cao để được nghỉ, nó giành được mẫu khoai, trước lúc lên khám bệnh nó hơ mẫu khoai cho nóng xong bỏ túi gần tới phiên khám nó nhét mẫu khoai vào nách. Ông nhâm đưa ống cặp nhiệt mới chút xíu nhiệt độ chỉ 42 độ, ông cho nghỉ và để ý, nó cười hình hệt khoái trá. Ngày hôm sau nó lại lên khám nữa, cũng cái chiêu đó, hôm nay nhiệt độ nó lên tới 45 độ, ông bình tĩnh phê đi làm, nó cự tôi sốt cao mà bắt đi làm, ông nói nếu có gì ông ra cấp cứu và nói trai dơ nách lên cho ông khám, nó bể mánh vội về theo đội đi làm. Được ít lâu sau ông được chuyển đi, nghe nói ông được thả về sớm, để anh Thuận, là sĩ quan trợ y lên thay dưới sự chỉ huy của nữ y tá công an. Cô có chồng đi sang miên chiến đấu bị tử trận, Cô buồn ít tháng nhưng rồi cũng vơi hẳn, mấy tay công an trực trại tha hồ nhằm nhở chỉ bị phản ứng nhẹ. Lúc này thân nhân ra thăm đông hơn, trực trại giải quyết cho nấu nướng bên ngoài vào những ngày nghỉ và chiều trước lúc kẽn điểm danh vào buồn. Tối đến rảnh rỗi chúng tôi hay rủ nhau đi nghe kể chuyện kiếm hiệp, sát dậy cuối buồn có ông nông an tan, ông là thiếu tá tùy viên quân sự tại Lào lâu năm, ông thông thạo Anh, Pháp, tiếng Lào, tiếng Thái. Ông vui tính kể chuyện kiếm hiệp rất hấp dẫn. Ông có người em nông An Thái, trung úy chồng của cô Trân, anh tử trận lúc coi trại cái cái giáp tranh kiến phong và kiến tường, anh chỉ có với nhau ba người con, hai trai và một gái. Ông chắc cũng có liên hệ dòng tộc với nông Đức Mạnh, lúc đó ông Mạnh là thứ trưởng lâm nghiệp chưa có vai vế. Không khí tù lúc này khá thoải mái, tối vào buồn nhạc vàng hát liếu lo, vệ binh bên ngoài canh chừng còn yêu cầu những bài như Chuyện tình lang và điệp, những đồi hoa sim, tha la xóm đao, v, v. Buồn ngoài của chúng tôi khá rộng, đã có những buổi ca nhạc có các anh bông, anh xuyên, ca 21, có bá, có huệ là những ca sĩ nồng cốt hát những bản nhạc về lính, nhạc tiền chiến nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam, cả phòng lắng nghe say sưa. Chiều đến mở cửa buồn phát cơm các anh giọt về buồn trong để lấy cơm. Cho tù thăm nuôi, có quà cáp chúng tôi chỉ lo nấu nướng ăn uống mà không có biểu hiện chống đối và trốn trại, chúng để cho chúng tôi dễ giải phần nào. Những tin tức từ trại A và các buồn bên trong cũng đa dạng. Những lần có phái đoàn ngoại quốc đến thăm trại, họ chọn trại A làm chuẩn, lùa hết tù khu A đi ngang qua trại tôi vào sâu trong các nương dễ giấu cho tới khi phái đoàn rời trại họ mới cho về lại nghe nói lúc phái đoàn vào thăm họ đòi gặp tướng huỳnh văn cao để biết về sự dinh dưỡng của tù ông đi từ trên bước xuống bậc thang đã ngã té như nói sự nuôi ăn thiếu thốn ông bước đi không vững nữ kịch sĩ kim cương một lần ra hà nội được gặp gỡ phạm văn đồng ghé trại thăm người em dễ là đại úy anh chàng đã khóc nói chị bảo lãnh cho về với vợ con cô trả lời khó lắm anh quân thiếu tá hải quân chồng cũ thẩm thúy hằng có người con chung 13 tuổi theo cô kim cương vào thăm bố nói chị hằng cũng chả giúp gì được cho anh khoảng tháng tư sau lễ phục sinh vợ tôi ra thăm đem theo quà cấp khá nhiều có bao gạo trắng đến 80 kg còn dúi cho tôi chiếc nhẫn hai chỉ nói giữ phòng thân lúc đem quà vào buồng có đường nó sốt sắng phụ tôi khuân đồ vào vậy là vài ngày sau cả trại đồn tôi là thương gia mễ cốc của miền tây một cái tên mà báo chí miền nam đặt cho các anh ba tàu chợ lớn hay tích trữ lúa gạo làm giá tôi cũng chẳng giấu nguyên và đường hai người nằm cạnh biết hai chỉ vàng vợ tôi cho các bữa ăn tôi cũng chia sẻ cho các anh nên vui vẻ đi làm đường nó khoe với tên duy cán bộ coi đội là tôi có quà thăm nuôi nhiều lắm một hôm duy nó nói đường gọi tôi lại gặp để cán bộ làm việc Duy nó dẫn tôi vào chỗ xa xa hỏi hang vu vơ cười nói tiêu chuẩn của cán bộ cũng thiếu thốn. Anh được thăm gặp là do sự chiếu cố của cán bộ nên giúp cho cán bộ có chút bồi dưỡng. Tôi nghe ẩm ừ cho xong, trả cho hắn lấy cục kẹo. Nguyên có thăm nuôi, anh Thuận cũng có vợ ra thăm, ba chúng tôi quay quần ăn chung lơi giận với đường, nó đâm ra hầm hực và có lẽ đã báo cho tên Duy biết tôi có vàng thế nên vào một bữa trước lúc đi làm tất cả buồng ngoại của chúng tôi gồm 5 đội được lệnh đem đồ ra trước sân bệnh xá kiểm tra mà chúng tôi hay gọi là chợ trời. Các bạn tôi chỉ bị khám sơ sài, thu nó là tay vô sản chả có thăm nuôi chúng tôi gọi nó là thằng mồ côi, con bà Phước, đồ của nó khám rồi. Tôi thủ kỹ bỏ hai chỉ vàng vào miệng ngậm, duy nó mãi nắng kiếm từng món, tôi lè ra truyền cho thu nó giữ hộ, vậy là hai chỉ vàng tróc lọt. Duy nó cứ gầm gầm nhìn tôi nghi ngờ, lục chả thấy nó như tiếc trẻ. Lần sau có thăm nuôi, tôi giấu đem hai chỉ vàng ra trả lại cho vợ tôi, ngược lại vợ tôi đưa cho một trăm nhưng phải gửi lại cán bộ dẫn thăm nuôi để sau này trại bán hàng sẽ được mua bằng phiếu do trại phát hành. Thực phẩm trại bán ra là phở và thịt heo, có lần tôi thấy anh chàng quý mua một lúc hai mươi tô phở anh đựng vào xong phát thức ăn của trại ngồi sơi một lèo nhãn thính anh đứng vương vai vỗ bụng cười hả hê. Tổ trèn có ông Tan, anh giàu thiếu úy, anh thưởng trung tá TKP Kiến Phong, và mấy anh nữa mới tăng cường nói trại đốc thúc làm còng tay số 8 nhiều lắm, các anh đoán cung cấp cho cục trại giam để di chuyển tù hình sự. Trong khuôn viên của trại B có loa phóng thanh, mỗi chiều giờ đi làm về trại cho tiếp vận đài Hà Nội cho nghe tin tức mãi gần 9 giờ họ tắt là giờ ngủ sáng 6 giờ họ mở theo tiếng cảnh báo thức ra tập thể dục nhịp nhàng phát ra từ loa phóng thanh. Có chương trình sản xuất phát triển bèo hoa dâu, làm đề tài cho tù diễu cợt. Có những bài bình luận gây gắt của Hà Nội chống Bắc Kinh và dịp Lê Duẩn sang Nga ký hiệp ước song phương hổ tương toàn diện manh nha sự rạn nứt trầm trọng giữa Việt Nam và Trung Cộng về vấn đề Campuchia giữa nhóm Hensum Dream do Việt Nam dựng lên đối chọi bọn Pol do Trung Cộng thôi thúc làm cho tù chúng tôi thích thú ra mặt. Năm 1979 Trung Cộng xu quân đánh sáu tỉnh miền Bắc, tù khoái trá cười vỗ tay, hồ tới đi anh ba, tới đi anh ba làm họ tức tối. Ngày đầu họ cho nghỉ cả trại tập trung nghe trưởng trại thượng úy xuyên hắn quê kiến hòa tập kết ra bắt cưới vợ đẹp tự thì nở hắn sĩ và chúng tôi là bọn vong quốc thấy ngoại bang đánh chiếm tổ quốc lại vui mừng hớn hở như đồng lõa với giặc rồi với giọng điệu hung hăng con bò xích hắn nói rồi trung quốc cũng sẽ bị đánh bại như đế quốc mỹ và kêu gọi chúng tôi yên tâm cải tạo có anh bạn tên hà hơi lúng tuổi anh hay lý sự ngang chành có lần bà chị ngoại bắt đến thăm cho anh năm hộp vịt luộc và chục cái bánh đa, anh về cảm cảm xịt mẹ tụi nó còn nghèo hơn tù, anh tưng tửng giơ tay xin có ý kiến, anh xin xung phong đi đánh Trung Quốc bị tên xuyên từ chối vì các anh còn chịu cải tạo chưa có quyền công dân. Để tránh cho tù ở chung đụng đông đảo, họ cho đi làm phân tán xa từng đội ngoài các nương rẫy mà chẳng cần có sự sản xuất để tối về vào buồn họ canh giữ nghiêm chặt là được. Từ ngày bị chuyển về cho công an quản lý tôi bị hao đói khoảng 6 tháng cho đến lúc về Nam, vợ tôi và cô em đã có 4 lần mang quà cáp ra thăm, tôi đã lấy lại được phong độ. Tuy nhiên cái đói và ngày được về như vô hạn, tôi cũng phải dè sẻn để tích cốc phòng cơ, nhất là có tin đồn một toán gồm 13 người do Trung tướng Nguyễn Hữu có và mấy vị đại tá được Hà Nội chở đi nghiên cứu thành lập khu nông trường tập thể rộng lớn vùng Thanh Phong sẽ chỉ định cư trú cho toàn thể tù đã có mặt trên đất Bắc đưa cả gia đình bị chỉ định cư trú làm cho nông trường, làm cho chúng tôi thêm nản lòng, tiết kiệm và gắn bó với đồ thăm nuôi hơn. Hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 1980 cán bộ, vệ binh súng ống xuống đứng dàn trên phòng y tế, họ tập hợp ai được đọc tên vào mang đồ ra để chuyển trại, lần này cùng đi chung với tôi có thu, giao, hùng, luân và nhiều người khác nữa thu nó chả có đồ nhiều, nó phụ tôi mang quà cáp ra tập trung ngoài trại C, nghe nói có toán được lệnh chuyển công số 8 cho mang theo nhiều lắm, các bạn trại A cũng được đưa ra đây, vậy là đúng như tin đồi thổi di chuyển về xuôi vào khu nông trường Thanh Phong. Cán bộ thì trấn an các anh về Nam có điều kiện cải tạo gần gia đình. 3 giờ đêm chúng tôi bị đánh thức để lên xe, tôi, Thu, Giao nói cố gắng đi sát cạnh nhau và chúng tôi được chở ra nhà ga xe lửa Bình Lục Nam Định, đồ đạc nặng cồng kềnh gói gọn chặt đề tên gửi vào toa xe chở hàng, chúng tôi xuống ngồi đợi bàn tán búa xua. Họ dẫn bộ chúng tôi tới chỗ xe lửa đầu sẵn, có cán bộ, vệ binh trại đi áp tải đi theo. Lần này chúng cho ngồi trên toa hành khách có ghế ngồi từng đôi một, kiểm soát đủ người cho từng toa xong họ nói nguyên tắc chuyển tù để an toàn buộc phải còng từng hai người, một người tay trái, một người tay mặt, lúc đi vệ sinh cả hai người cùng đi, ai đại tiện thì tay còng chung dơ cao để người chung còng đứng chờ. Tôi còng chung với dao, xe chạy cán bộ, vệ binh lên kiểm soát bắt từng cặp dơ cao cho họ nhìn, còng của tôi và dao không đến nỗi Khít lắm xoay qua xoay lại dễ dàng. Tay của dao mềm mại, lúc vệ binh lơi là quan sát chúng tôi phủ khăn che dao nó thử nhẹ nhẹ rút tay trót lọt, tôi và Giao mừng thầm ngồi chung ghế mòn mỏi nhường nhau đứa nằm trên ghế đứa nằm dưới sàn tàu cùng giơ tay ngủ gà ngủ gật di chuyển trong đêm tối lợi dụng đèn trong toa mù mờ vệ binh lơ là dao nó rút tay ra khỏi còng vẫn phủ khăn ngụy tạo như chăn đắp chúng tôi có những giây phút dễ chịu xe chạy trên địa phận miền bắc họ lơi là cửa sổ không bị đóng kín chúng tôi còn nhìn thấy làng mạc nhà cửa là cảnh vật lùi vội về phía sau cũng là lần vĩnh biệt miền đất đã đầy đọa chúng tôi. Thổ nhưỡng đã có những lãnh tụ, cóp nhặt chủ nghĩa mang rợ làm kinh thánh để thui chột, làm cầm điếc những người dân miền Bắc suốt mấy chục năm, và để miền Nam chúng tôi thấy được những ông vua lừa dối vĩ đại. Ngồi trên xe cộng chung tay với dao, tâm trí tôi tìm sâu trong suy tưởng để thấy tâm hồn mình đang thổn thức. Trong suốt những tháng ngày dài của binh nghiệp tôi chưa hề nghĩ có ngày mình phạm vào điều gì đó để mang vào tay chiếc còng như kẻ tội phạm. Vậy mà giờ đây tôi đang có nó, là niềm tủi hổ cho những gì mình không hề mong ước. Xế trưa xe vào khu vực nghệ tỉnh đón thêm các bạn tù được xe đưa ra đang đứng đợi, chúng tôi dơ cao những cánh tay bị còng làm các bạn ngỡ ngàng, hai toa cuối dành cho toán nghệ tỉnh, vệ binh lăng xăng hối thúc lên nhanh cho tàu chạy khu vực vùng đá vôi bạc trắng khô cằn lùi dần với vận tốc tàu tăng dần để mọi cảnh vật nhòa dần vào chiều tàn đang tối dần. Xe chạy cả đêm bỏ lại Vinh, bỏ lại đồng hới, để sáng rõ xe qua cầu Hiền Lương vào phần đất quản Trị. Buổi sáng lát đác người dân đã ra ruộng vườn trong quể oải, họ cách xa đường xe lửa chỉ thấy loáng thoáng. Toa xe có những cánh tay với chiếc còng dơ vẩy, họ ngơ ngác gọi dân làng túa ra tiếng nhanh gần đường ray họ kháo nhau cải tạo về, cải tạo về trong vui mừng. Đây là chuyến đưa tù đầu tiên từ miền Bắc về sau 5 năm bị đầy ái xa xứ. Họ chả có gì thảy lên xe cho tù, họ như tuổi buồn thương cảm. Cán bộ công an chịu trách nhiệm chuyển vận tù về Nam thấy dân chúng miền Nam như có điều gì còn nhiều gắn bó với những người của chế độ cũ họ cho lệnh sập các cửa toa xe cho dân chúng các thị xã không thấy đoàn tù đang bị xích cộng trong khốn cùng. Chiều ngày hôm sau khoảng hơn 4 giờ tàu về tới ga chính, ga Đà Nẵng để nhận tiếp thang và nước. Tàu được lệnh dừng tại đây nửa tiếng, vệ binh xuống đứng canh chừng không cho dân đến gần, họ cho kéo cửa cho tù có không khí để thở. Chúng tôi đồng loạt dơ cao còng tay vẫy chào hành khách, người bán hàng trong nhốn nháo hô to cải tạo cải tạo bà con ơi, thế là cảnh ồn ào nhà ga rộn hẳn lên. Các em bán hàng tìm nhiều cách tiếp cận thảy chuối, bánh tét, thuốc hút vào các toa cho tù, còn các bà bán hàng thì lén giao bánh trái cho các em để các em ném vào. Cách vài rây có xe tuyến khác, các em bán hàng cho khách bị công an túm áo xua đuổi, tù chúng tôi là to không được ăn hiếp dân, đồ giả mang, thấy tình thế như bất lợi, tên công an phụ trách đoàn tàu ra lệnh rời ga sớm hơn giờ ấn định. Lúc tàu chuyển bánh, các em bán hàng còn chạy với thảy vào cho chúng tôi thuốc hút, ngô, chuối, chúng tôi rời Đà Nẵng trong lưu luyến. Tàu chạy cả đêm qua những thành phố ven biển, cửa tàu đóng kín, chúng tôi nằm ngồi trong khổ sở, tôi và Giao khá thoải mái tay chúng tôi được lơi còng nên cũng tìm được những giấc ngủ thầm thèm đêm khuya họ không bắt chúng tôi đưa tay còng cho họ kiểm soát nhưng lâu lâu họ bước trong chật chội sờ nắng cho bảo đảm những lúc như vậy chúng tôi giả vờ kêu đau rã rời có những tay công an bị các anh trại a thuần hóa trong quà cáp chịu chơi cảm thông với tù thật nhân ái họ nói sẽ có cách giúp chúng tôi khi về trại chúng tôi thì kháo nhau chắc được đưa về ga sóng thần để được thả về với gia đình ai cũng thấy vui vui xe vào nhà trang và chỉ đậu trong ít phút chúng tôi nâng cửa sổ cho dân chúng thấy những cánh tay bị công họ nhốn nháo gọi nhau ra xem có những người không giấu được những giọt nước mắt thương cảm cho hoàn cảnh tù tội của những người lính năm xưa họ hô với nhau tù về tù về chỉ ít phút sau tàu chuyển bánh xa rời họ xe chạy ngang những nhà gần sát đường ray tôi lấy giấy ghi vội vài chữ nhắn về nhà tôi đã được đưa về nam vừa đi ngang qua nha trang ghi địa chỉ thảy vội nhờ bà con lượm được chuyển giúp xe qua ga mường mán khoảng 5 giờ chiều ngày 23 tháng 12 năm 1980, rồi khi tới ga rừng lá khu vực ông đồn thì ngừng lại. Chúng tôi được lệnh xuống xe lội bộ về trại, cứ hai người một xuống cánh đồng ngô đã thu hoạch, cạnh đường lộ có xe đậu sẵn chở toán của nghệ tỉnh và một số của trại Nam Hà tách ra về trại Hàm Tân, lững thững di chuyển về trại. Chúng tôi được biết núi cao đàng xa là núi chứa chan, trước năm 1975 là căn cứ thuộc trung đoàn của sư đoàn 18 trú đóng có tên đội Phượng Vĩ, có anh Lưu Công Vũ khóa 24 võ bị là chiến sĩ xuất sắc thuộc trung đoàn Đoạt Đông. Tại đây anh Vũ đã từng được Tổng thống Thiệu Gắn Huy Chương và Chu Du Đài Loan hai tuần. Nói nhỏ nó thả cọp về rừng nhưng là cọp của thế lữ trong bài thơ nhớ rừng thôi. Về trại bạn tù cũ bị lùa vào phòng nhốt cả còn chúng tôi đứng tập trung 60 người một đội công an họ cởi còng chúng tôi được dẫn vào sắp hàng trước buồng một đợi đến số vào buồng ở đây có mấy người bạn là tù cũ làm trật tự theo cán bộ có nhiệm vụ bấm khóa cửa buồng trong lúc đứng chờ đã mấy ngày chả có giọt nước rửa cháy có anh quý anh hiền lắm đứng hàng bị gần bể nước anh ra khỏi hàng vội múc ca nước xối rửa mặt bị tù trật tự giật le như dằn mặt đám tù miền bắc đến sáng bạc tai quý bị chúng tôi bỏ hàng phản đối. Tên trực buồn can thiệp đuổi trật tự về khu tụ cũ yêu cầu chúng tôi vào buồn ngày mai họ giải quyết, chúng tôi tính làm treo nhưng nghe bạn bè khuyên ngăn, chúng tôi vào buồn trong hầm hực. Chúng tôi la hét truyền thông báo cho các buồn biết sự việc. Họ cung cấp cơm và nước muối cho chúng tôi ăn chiều, vào phòng nước trong hồ mát rượi đủ cho chúng tôi tắm rửa sau mấy ngày đầy bụi đường cơm nước chia xong chúng tôi vừa ăn vừa bàn cho phản ứng vụ quý bị đánh lúc chiều. 9 giờ kẻ ngủ, trong phòng họ chừa cho ngọn đèn dễ thấy lối vào nhà vệ sinh. Là trại kiểu mẫu hàng đầu, các phòng ốc họ thiết kế khá khang trang, có tường xây vững chắc các cửa sổ có chắn sông thoáng mát, sàn trên của phòng được làm bằng gỗ bào nhẫn gỗ bằng lăng quý chắc, vệ binh được tăng cường tuần gác khu tù mới về thường xuyên hơn. Sáng hôm sau kẻng báo thức, đội của tù cũ được mở cửa nhận ăn sáng chuẩn bị đi làm, có những bạn tù cũ lén chạy sang buồn bên chúng tôi mới về tìm người thân quen, đa số họ là tù từ cấp trung úy trở xuống, lúc ra tập trung xuất trại, họ chạy tổ sang khu chúng tôi thăm hỏi tiếu tích, bị trật tự và trực trại răng đe truy đuổi. Đợi các đội tù cũ xuất trại đi làm gần 10 giờ họ mở cửa cho ra ngoài sắp hàng điểm danh và các buồn cử người lãnh đồ ăn sáng và nước uống chúng tôi ra sân vận động đợi nhận những gói đồ cồng kềnh đã gửi lúc ra ga bình lục ở Nam Định xếp trong toa chứa hàng. Nhiều gói đồ xốc méo rơi vải lẫn lộn từ nhóm này qua nhóm khác lâu mới tìm ra. Nhận đồ xong họ đọc tên sắp xếp về từng đội, tôi về đội buồn 4 sát buồn năm và nhà kỷ luật. Trại có hội trường khá rộng có sân khấu, xung quanh được trồng hoa kiển do những người già yếu tưới tỉa. Bây giờ thì sàn hội trường chứa đầy ngô có các bạn tù yếu đuối ra đấy ngồi lẫy bắp. Chúng tôi ra lân la hỏi chuyện, họ cho biết trại này họ sử dụng tù làm trật tự. Hắn tên Hải là thiếu úy cảnh sát, lúc trước là ban võ thuật huấn luyện trung tâm cảnh sát rạch dừa, vũng tàu, hắn gian ác về hù với cán bộ o bắt nạt anh em quá quắt Hắn còn dạy võ, Tết quan đô cho tên cán bộ hợi mà bạn ta đặt tên Yoshi, cả tên việc làm văn hóa tên thắng trực trại để chúng có ngón nghề chế ngự anh em. Ai mà bị nhốt vào nhà kỷ luật là đêm bị đem ra làm bao cát cho chúng giật vỏ, chúng tôi nghe được, thương cảm cho bạn tù cũ. Nhân tiện vụ hải nó bạc tai quý bữa trước, các bạn tôi lập kế diệt ăn ten và trật tự. Tôi ngồi lẫn trong toán lẫy bắp với tù cũ, bỗng hùng từ buồn năm chạy vào chỗ lẫy ngô, mắt dấn giác ngó qua khu buồng bẫy của tù cũ nói tôi canh chừng cán bộ trực trại. Thoáng thấy tên hải đang chỉ trỏ trực buồng làm sạch khu bể nước, hùng nó đứng lên vẫy hồ tường, vọng, mẫn và lông râu chạy ào sang bất ngờ ba bốn anh dùng các thế võ sẵn có đánh tên hải nằm sóng xoài, tay phải bị nước xương, rồi cả bọn chạy vội về lẫn trong các buồng như để khỏi nhận diện. Sự việc xảy ra làm trực trại và vệ binh chạy lăng xăng ban chỉ huy trại do thượng úy đông cho lệnh đánh kẻn báo động. Chúng tôi được lệnh về tập hợp điểm danh, cán bộ cho dẫn hải sang từng buồn cho nó nhận diện, nó nhận được Long trâu, hồ tường, vọng, mẫn còn hùng nó không bị nhận ra. Cán bộ an ninh cho lệnh bắt, nhưng tất cả các đội nhốn nháo phản đối ngăn không cho đi, họ đấu dịu nói cán bộ muốn làm việc riêng với các anh xong cho về bảo đảm sẽ không kỷ luật. Tuy nhiên chúng tôi cũng không đồng ý cho bắt lẻ những người bị nhận diện. Họ tăng cường vệ binh từ trại B và C vào súng ống dàn hàng ngang buộc chúng tôi vào buồng và không bắt những người bị tình nghi chúng tôi miễn cưỡng kéo nhau vào cho họ khóa cửa. Chỉ còn buồng năm họ chưa chịu vào cán bộ, vệ binh đến yêu cầu sắp hàng ngay ngắn để từng tổ lần lượt vào buồng. Cả đội còn đang bảo nhau vào hàng thi tên thượng úy đi vào giữa hai tổ tới chỗ vọng nó đang vung tay chỉ trỏ tên thượng úy đến xô vọng và kéo nón của vọng như xô nó vào hàng, bất chợt vọng giơ tay bạc vào nón cối của tên cán bộ văng xuống đất. Nó cúi lượm xong như muốn hành hung vọng bị mẫn sáp lại xô tên thượng úy này ra, vệ binh, cán bộ họ lên đạn đứng dàn bên ngoài, họ cũng dắt chó vào uy hiếp nhưng họ không dám làm mạnh trưởng trại và cán bộ cấp trên của cục trại giam đi theo về giao tù cho trại đang còn ở đây xuống cho vệ binh và toán cho nghiệp vụ lui về. Họ yêu cầu tất cả vào buồn, sau đó mỗi buồn cử người đại diện ra gặp cán bộ trại trên hội trường để giải quyết. Chúng tôi trình bày sự việc trật tự hải vô cớ đánh anh quý và yêu cầu trại bãi bỏ chế độ sử dụng tù làm trật tự để đàn áp đánh đập những người cùng cảnh ngộ. Ngược lại họ nói ai vi phạm sẽ được kêu làm việc và các anh phải hợp tác với ban chỉ huy trại ổn định tiếp tục cải tạo. Vài bữa trước nghe trại Hàm Tân có sự phản kháng nổi loạn đốt buồn, tuyệt thực đúc thúc tinh thần cho chúng tôi. Trưa nhà bếp đưa cơm và phát nước cho từng buồn ăn như thường bữa, bỗng chiều 3 giờ cán bộ, vệ binh vào gọi Vũ Phương Long ra gặp cán bộ đi làm việc. Long là đại úy của B-18 trú đóng tại Mộc Hóa. Cuối năm 72, bị giải tán, nó xin sang lực lượng diện địa được cử làm cho thiếu tá quan đóng tại đồn kinh quận 2. Có lần bị cộng quân bao vây uy hiếp nặng nề, phi cơ Mỹ lên yểm trợ, bị trở ngại không có cố vấn Mỹ, bay vòng vòng không ai chỉ điểm, trung tá Swing Cố vấn trưởng hỏi tôi có ai ở đồn nói được tiếng Anh liên lạc chỉ cho phi cơ oanh kích, Tôi gọi Long cho danh hiệu 81 vào tần số không lực có OV10 danh hiệu COVID3 chỉ hướng cho phi cơ yểm trợ, nghe trong điện đàm pilot khen Long giỏi, cuối năm 74 nó xin đổi sang Sa-đét chả được bao lâu thì đi tù. Cán bộ an ninh làm việc một chập nó bị đưa xuống nhốt ở phòng kỷ luật. Đến lượt buồn năm, vọng là toán phục quốc bị đưa ra bắt năm 77, nó chả sợ bọn công an cũng bị nhốt như Long. Nguyễn Mẫn Khóa 29 Đà Lạt đi tù trong năm trốn trại bị bắt đưa ra ngoài Bắc, nó lúc nào cũng hiên ngang đối đáp với cán bộ chẳng sợ sệt. Hồ Tương Đại Úy nhảy dù của TD3, nó tráng kiện và cứng cỏi cùng Mẫn bị nhốt vào nhà kỷ luật. Tất cả các buồn bàn tán phản đối trại vì sự giam nhốt này. Buổi chiều nhà bếp phát cơm, các buồn thông báo nhau không nhận phần cơm, trả lại cho nhà bếp, chỉ nhận nước uống bị phản ứng đồng loạt trại họ cho người xuống thuyết phục các anh nhận phần ăn cho có sức trực trại cho để phần cơm ngoài cửa nói khi nào cần cán bộ sẽ mở cửa cho đem vào những người có quà cáp thăm nuôi thì âm thầm ăn rỉ rả các bạn không có đồ thăm nuôi vẫn ra mặt phản đối chúng tôi bẻ lá sách cửa sổ đun nấu xì xèo vệ binh cán bộ đứng bên ngoài hăm he yếu ớt chúng tôi san sẻ cho các bạn không quà cáp ăn tạm vụ tuyệt thực này có ảnh hưởng từ vụ nổi loạn tại hàm tân các bạn ấy cũng đã đốt phòng và cũng tuyệt thực để một số bị đưa về trại chí hòa một số bị đưa ra trại tiên phước nha trang vụ tuyệt thực kéo dài tới trưa hôm sau chúng tôi nhận lại thực phẩm họ cho biên chế xáo trộn để không kéo bè làm reo nhưng công an coi tù từ trại a nam hà về bị trại mất tin tưởng nên họ bất cần trại cấm chúng tôi không cho thư từ về gia đình và cấm thăm gặp trong 3 tháng. Công an Nam Hà nói muốn gửi thư về họ gom đem ra bưu điện ông đồn họ gửi cho nên gia đình cũng đã biết tôi về trại Z30A Xuân Lộc. Tôi được biên chế về đội 8 nằm kế tôi là hùng nó chủ chốt trong vụ đánh trật tự hải mà không bị phát giác. Cán bộ coi tù tên thành mặt nó bành bành tự quạt mo lúc nào cũng như nghênh nghênh, chúng tôi đặt cho nickname Tony Pellet hôm nay tất cả các đội ra tập học ngoài sân đợi xuất trại đi lao động, vệ binh, quản giáo xuống đứng dàn hàng ngang chờ trưởng trại, thượng úy đông nói chuyện, hắn nói trại thấy các anh đã có suy nghĩ chuyển biến tốt, trại ưu ái cho các anh được đi lao động bên ngoài phấn đấu cải tạo tốt, tạo thành tích để sớm về xung học với gia đình. Đồng thời hắn cũng nói những hành động vi phạm nội quy của một số cá nhân và của các anh vừa qua trại có quyết định thi hành kỷ luật 3 tháng với các anh Long, Tường, Mẫn, Vọng, riêng các anh những người từ trại nam Hà mới về sẽ cắt viết thư báo về gia đình và sau 3 tháng mới được thăm gặp. Ngày lao động đầu tiên tên Thành ra chỉ tiêu quốc vỡ đất 100m cho mỗi người, nhưng là đội trưởng, nó và tên Thành lấy cây đo đạt cho từng người. Chúng tôi dàn hàng ngang chống quốc chuyện gẫu, nhìn quanh các đội cũ được xua làm xa tuốt bì rừng. Các đội tù cũ chỉ có một vệ binh đi theo canh chừng, đội của chúng tôi họ tăng cường hai vệ binh canh giữ. Quản giáo và đội trưởng hối, chúng tôi quốc ả ấy cho có lệ gần tới giờ giải lao chưa nhích được 10m, tên thành cúc không cho giải lao. Chúng tôi đứng nghỉ ngoài nắng, hết giờ nghỉ nó cùng hai vệ binh ra đứng như hăm dọa hối quốc chúng tôi bảo nhau quất từng nhát người thứ nhất xong người thứ hai bập quất cứ như vậy cho đến người sau cùng và lặp lại, cả buổi sáng tới trưa chưa lên quá 30 m. Trước lúc về trại hắn tập hợp nói các anh chống đối lao động, sẽ có biện pháp, hắn cho đội nhập trại sau cùng. Buổi chiều ra hiện trường, hắn đứng ngoài nắng và đội trưởng đốc thúc quốc vỡ, chúng tôi cũng dàn hàng ngang quốc cầm chừng. Trời mùa này hanh nóng mồ hôi chúng tôi vả ra như tắm, thành nó như chịu nắng không nổi nó rút vào nhà lô nghỉ, chúng tôi nhất quốc như cùng động tác. Giờ nghỉ giải lao cũng bị chế tại như hồi sáng, chúng tôi đứng kể chuyên thiếu lâm cười cho quên cái nóng để xế chiều chúng tôi đồng loạt quốc nhanh đến lúc về cũng vượt qua con số 80 m. Tối về buồn hùng nó nói để nó thuần hóa như hồi ngoài trại Nam Hà đã làm. Ngày hôm sau đi làm thành tập hợp trước nhà lô hôm nay hắn không nhân nhượng, ai không đạt chỉ tiêu sẽ phải làm cho xong, ra đứng quốc được hồi lâu hùng nó giả vờ vào hút thuốc, nó đưa thuốc ba số năm mời thành và vệ binh tụi họ vui ra mặt. Giờ giải lao nó cho đội vào nghỉ, buổi quốc vỡ cũng kha khá để tới giờ trưa những nhát quốc tiến xa trên 50m. Chiều đến nắng còn gắt thành nó cho đội nghỉ thêm 10 phút, chúng tôi ra làm trong vui vẻ hắn ngồi trong nhà lô để chúng tôi tự giác ra làm. Mức chỉ tiêu chưa đạt, thành cũng không bắt làm hết, tuy nhiên phê bình những nhát quốc chưa đủ sâu để bỏ hạt gieo bắp. Sự căng thẳng giữa tù và quản giáo vợi bớt gây gắt, mấy tay công an theo tù từ bắt vào bị kỳ thị và đang chờ đưa ra các đội công an biên phòng bất mãn ra mặt. Có vài tay công an chịu chơi vẫn rất thân thiện với tù, nhiều buổi tối điểm danh tù vào buồn nó lẻn xuống trước chui xuống gầm sàn ngủ của tù nằm ém đợi trực buồn vào kiểm soát chắn sông cửa và các chỗ nghi ngờ khả dĩ tù trốn ra được. Lúc trực buồn ra cho tù vào khóa cửa, nó chui ra lên sàn trên đợi bạn ta nấu đồ ăn pha cà phê cùng ăn uống nghe bạn ta ca hát nhạc lính và tiền chiến để sáng ra cảnh báo thức điểm danh buồn xong nó vội lẻn về lại trên trại những gia đình có con em chuyển về đây họ lên xin thăm gặp nhưng trại từ chối vì nhóm tù từ ngoại bắc về đã vi phạm nội quy gây mất trật tự bị cấm thăm trại chưa giải quyết thân nhân càm ràm có những lời lẽ như oán trách ít tuần sau thân nhân nóng lòng muốn thấy chồng con mình bao năm tháng chưa được gặp họ tụ tập chật cả khu nhà thăm nuôi trại nhượng bộ cho thăm gặp và cho tù viết thư về cho gia đình nhưng cách thức thăm gặp có sự phân biệt bàn thăm gặp của tù cũ chỉ là bàn dài đơn chiếc, thân nhân và tù được ngồi gần gũi, tù miền Bắc bàn dài thăm thẳm là hai chiếc chập lại có cán bộ ngồi giữa nghe ngóng, thân nhân và tù nói chuyện phải nói to mới nghe rõ và chỉ vỏn vẹn 15 phút. Tháng 6 có đợt thả các cấp thiếu và trung úy khá nhiều, gần 80 người ra về, các buồn biên chế thu gọn lúc tôi mới về có anh lăng thiếu úy bên dãy b sang hỏi thăm có ai gặp trung tá mẫn trước ở kiến tường các bạn chỉ tôi làm việc ở đó nó làm quen giới thiệu là em rể ông mẫn nó làm phòng báo chí sư đoàn năm các anh em đi tù hết chỉ còn cha hoàng đang coi xứ dưới cần thơ vợ nó là con gái độc nhất chả có quà cáp cho các anh tôi không gặp ông mẫn chỉ gặp đỉnh là trung úy em của ông ở chung với tôi trại nam hà b chắc cũng gần được về nó bảo tôi nhắn gì cho gia đình không nó nói hộ, tôi nói hàng tháng vợ tôi lên thăm nên đã biết về sinh hoạt của gia đình. Cũng có những đợt thả tù vào các dịp mùng ngày 2 tháng 9 và cuối năm, các buồn dãy bê gom lại chỉ còn buồn 6, các buồn trống như đang đợi các đợt về kế tiếp. Cách mấy tháng sau, một hôm họ giải về khoảng 28 người thuộc nhóm Phun Rô được đưa từ vùng cao nguyên về đây, nhóm tù thượng còn trẻ chỉ vài người nói rõ tiếng kinh còn đa số chỉ bập bẹ trại dồn họ ở buồng trống cuối dãy như để cách ly họ với chúng tôi tuy nhiên chúng tôi cũng tìm cách tiếp cận họ cho biết trong số họ cấp bậc cao nhất là tổng trưởng quốc phòng có mấy thiếu tướng vài bộ trưởng mà tay nào tay ấy khờ trân Họ cho biết chính phủ tự trị của họ hoạt động dọc biên giới vào sâu theo khu rừng Gia Rai, Phước Long họ bị lực lượng bộ đội và công an biên phòng truy lùng vây bắt. Trang bị vũ khí của họ rất thiếu toàn dùng cung tên, và một số ít súng ống từ thời BK còn sót lại nhưng tinh thần của họ rất đoàn kết và không chịu khuất phục. Họ về đây chỉ hơn tháng thì tìm cách vượt ngục, cuộc vượt ngục của họ thật ngoạn mục. Vào lúc nửa đêm khuya của hạ tuần trong tháng, lợi dụng trời tối và không biết bằng cách nào, cả toán hai tám người của nhóm họ ra khỏi buồng và leo tường khá cao, lại gần chỗ có vọng gác. Họ vượt ngục đi sạch, không biết họ có bị bắt lại không nhưng đây là sự chủ quan của trại, cứ tưởng để họ gần buồn chúng tôi sẽ có sự liên kết nên đã dành cho họ buồn cuối cách xa. Biết được nhóm phun rô vượt tường ra đi, trại cho báo động xu vệ binh truy lùng chúng tôi được lệnh không xuất trại buổi sáng chúng tôi đến nhìn chỗ họ vượt trốn nhưng vệ binh gác cấm cho lại gần, chúng tôi mong sự ra đi của họ đừng bị tóm lại. Có đợt tù ngoại bắt về từ các trại thanh phong, thanh cẩm trám đầy các buồng dãy bê, tôi gặp lại một số bạn cũ cùng làm việc ở kiến tường như tạo trung úy, vương vi đại úy chồng của cô Trân, có các cha tuyên úy như cha đáng, cha thám, cha đại, cha cường, các cha ở chung buồng một. Lúc này tôi thấy có sự rối loạn trong tiêu hóa hay bị đau ê ẩm vùng dạ dày tôi hay khai bệnh nằm nhà, cũng có mấy đợt nằm bên xá của trại mà tìm không ra nguyên nhân đâu, tôi về buồn nằm lì ở nhà, nằm cạnh tôi là hùng nó cũng đau quặn vùng bụng da nó chớm vàng. Có những lần nó sốt cao biến ăn uống người nó rạc hẳn, nó đau mãi đã báo cho gia đình lên thăm đem thuốc trị viêm gan, nó đừng người mà còn hay giỡn vật judo với tôi vài bữa sau nó đau quá phải đưa lên bệnh xá nó không còn sinh lực bên hông phải nó sưng to và tắt thở vì viêm gan cấp tính cũng là ngày gia đình từ mỹ tho lên thăm trại thỏa thuận cho gia đình đem về chôn cất hùng nó cao to hay tập thể dục thân hình đẹp nghe nói nó là con một bố mẹ là thương gia giàu có ở mỹ tho nó được cưng chiều nên lêu lỏng học hành chẳng vượt qua bậc tú tài nó tới tuổi đi lính gia đình chạy cho về làm ở nhà kỹ thuật. Mỗi lần về phép nó đeo lon thiếu úy cặp bộ với một thiếu nữ cùng thị xã và đã có với nàng đứa con trai. Lúc đi tù cháu đã được ba tuổi nhưng không có hôn thú, bị nàng phát hiện là giả sĩ quan, cô xa lánh và trả đứa bé về cho ba má hùng. Lúc trình diện cải tạo, nó khai cấp bậc thiếu úy mà lại là ngành tình báo kỹ thuật nên bị đưa ra bắt, nhưng là tay sành sỏi và có nét tay anh chị nên dễ thu hút bạn bè và cả những tay công an chịu chơi, lần đánh diệt an ten và trật tự, nó là người chủ chốt nhưng trót lọt. Lúc sáng mấy anh y tế xuống gom đồ của Hùng đưa đi tôi thấy Hùng mình trùng xuống nên đã có những ngôn từ về cho vợ tôi như là sự tuyệt mệnh làm tôi hối hận. Có những chuyện xảy ra trong cảnh tù tội đáng thương, có anh bạn đại úy trong nhóm thanh cẩm về được đưa lên nhà bếp phụ trách nấu nước, Nghe bạn bè kể trước năm 1975 anh có bồ nhí xinh lắm, hay chung sống với cô này. Những ngày cuối của tháng 4 năm 1975 anh sắp xếp đưa vợ con đi di tản, anh ở lại giao nhà cửa cơ ngơi cho cô bồ nhí và đi tù. Ở nước ngoài vợ anh thương chồng tù tội gửi tiền về cho chị thăm nuôi. Cơ ngơi nhà cửa cô bồ nhí bán lần mòn ăn chơi phung phí anh nhắn vợ gửi 5.000 đô la để cô bồ nhí lo cho anh ra. Bà chỉ biết được báo cho vợ anh biết nên chị không gửi tiền về, anh buồn khi nghe tin vợ cúp không chi tiền. Cô bồ nhí thì lơi giận bỏ anh đi lấy bộ đội, bà chị lên thăm xì cho biết anh quặn đau trong lòng chả chia sẻ với ai. Rồi trưa vài ngày sau đó anh phụ trách hai vạt nước sôi anh nhảy vào bị phỏng nặng từ vùng bụng trở xuống không cứu nổi. Cái chết của anh làm anh em xúc động, trại thì quy cho là anh trượt chân lúc đổ nước thêm vào chảo. Có anh Hoáng là đại úy của sư đoàn 25, anh nhỏ con nhưng cuộc đời anh có những thăng trầm đáng quý. Anh kể hồi năm 1954 lúc 6 hay 7 tuổi gì đó anh từ quê ra nhảy lên xe đò đi lậu xuống Hải Phòng. Lúc lính Pháp đang chuẩn bị về nước anh lẻn xuống tàu, lính Pháp thấy anh còn bé giấu anh trong buồn của họ. Được họ cho bánh kẹo ăn uống thả thuê, lên đến mấy ngày đến nước Pháp anh được lính lén giấu đưa anh lên bờ, anh đi lang thang như tìm xem có ai người Việt xin giúp đỡ. Bữa đó là Chú nhật anh đến nhà thờ lớn trong giờ tang lễ, anh gặp người anh họ du học tại đây, anh khuyên hoán về Sài Gòn và dẫn anh đến sứ quán miền Nam làm thủ tục gửi về Sài Gòn cho ông bác. Tàu cập bến nó bỏ đi lang thang nó không kiếm nhà ông bác, nó xin vào cô nhi viện An Lạc, Tân Định, ở đó nó được đi học qua bậc tiểu học, chiều về nó trốn ra đi bán báo tối chui vào ngủ. Nó thông minh học nhảy thất lục rồi ngủ tứ và đậu trung học, nó bỏ cô nhi viện ra ngoài tự lập kiếm tiền đi học qua được tú tài hai thì bị động viên đi lính, ra trường nó về sư đoàn 25 làm trung đội trưởng hoạt động vùng bầu trai hậu nghĩa. Hành quân dài hạn các ấp xa của phi trường bầu trai, nó đóng quân cạnh nhà dân có mấy cô thợ may, nó lân la là làm quen và chiếm được cảm tình cô chủ khá xinh, chẳng bao lâu cô thợ may có bầu sinh cho anh đứa con trai. Lúc này anh đã là đại đội trưởng anh nhận nuôi trẻ mồ côi, anh xin vật liệu của cố vấn Mỹ đem về thủ Đức xin khu đất tất cơ sở nuôi trẻ mồ côi. Có cố vấn đại đội giúp đỡ nuôi được 6 hay 7 em, khi Mỹ rút anh lấy gạo dư của lính và tiền lương của anh nhờ một chị gần đó chăm lo các em sau này anh phát hiện tiệm may của chị là ổ giao liên các cô thợ may đến học nghề ra vô tự do anh biết nhưng thương con anh không nỡ hại chị và cho chị biết giữa chị và anh là hai chiến tuyến không đội trời chung và âm thầm xa nhau đi tù từ nam ra bắt anh cu kia một mình chả có thư từ và thăm nuôi về đây anh cũng viết thư về cơ sở cũ thăm hỏi các em chị mà anh nhờ trông coi các em vẫn độc thân có lần dẫn vài em lên thăm bố anh cảm động và tự hứa sau này được về anh sẽ gắn bó với chị chăm sóc các em thời gian anh ở tù cô thợ may cũng đôi lần dắt con lên cơ sở nuôi trẻ của anh và ở lại đó vài ngày sau lần hiệp thương nam bắt đám mặt trận giải phóng bị cho cho về vườn cả lũ chị cảm thấy ê chề mình chị nuôi con trong nghèo túng nghe tin anh về đây chị dẫn con lên thăm bố Giấy thăm nuôi báo anh có con lên thăm anh tưởng mấy đứa con nuôi ở Thủ Đức lên thăm, ra thì gặp con anh này đã 13 tuổi. Bố con mừng rỡ, chị thì ngồi xa xa, anh hỏi bố ghẻ thương con không, nó nói đâu có ai là bố. Có anh lọc khóa 29 võ bị, xuất sắc được cử sang học trường Hoàng gia Cúc, khi trường mãn khóa anh về nước để gắn lon, anh kẹt ở lại bị đặt là thành phần gián điệp đưa ra tuốt ngoài Bắc cùng làm với tôi ở Mộc Hóa năm 1966, có anh ti sau này lên đại úy, chúng tôi đặt cho anh là ti bựa. Về đây đi làm vài tháng anh khai bệnh tê bại không đi làm, cán bộ kêu ra gặp anh chống gậy đi chậm thật khó khăn anh chỉ vùng tê bại đi đứng khó khăn, nhưng lúc đội đi làm anh về buồn đi tắm rửa nấu ăn cười khoái trá, bị báo cáo. Có hôm quản giáo chơi cú hồi mã thương, đội ra đi làm anh ta lẻn về phục kích xem ti còn chống gậy không, yên trí đội đi làm là an toàn, ti bỏ gậy chạy ra hồ tắm kẻo vòi tắt nước, thấy cán bộ nó giả vờ run rẩy té xuống rãnh mương nhờ trực buồn dìu vào buồn, cán bộ chả nói gì bỏ đi ra ngoài. Kẽn chiều đi làm, ti bị gọi đi làm nó lì không ra cán bộ, hai vệ binh dùng sức khiên ti, nó vùng vẫy kêu la cán bộ trại ức hiếp tù, các đội đi làm hết họ để ti nằm giữa sân cho tha hồ kêu la. Nằm vậy cả tiếng chả ai nói đồng, trực buồn thương hại đem gậy cho ti chống dịu chậm về buồn, diễn vở kịch thấy bạn bè không hưởng ứng, ti thấy ngại mấy ngay sau đi làm nhưng ngồi góc nhà lô nghỉ, vài tháng sau có nhiều đợt thả về, trong đó có ti, nó bây giờ hết bệnh tự phép lạ. Số chúng tôi còn lại họ cho chuyển qua trại B, tôi bị biên chế về đội 2 nằm sát nhà bếp chung với các đội từ thanh phong mới về đa số ngành cảnh sát an ninh và viên chức hành chánh đội trưởng là anh văn bá khanh thiếu tá cảnh sát anh hiền hòa lịch lãm biết tôi bệnh từ bên khu a anh nói cứ nghĩ với cán bộ anh lựa lời cho cán bộ làm ngơ anh chàng cán bộ này thật thà và hiền anh nói sắp về cưới vợ ngoại bắc mà không có tiền anh em tù thông cảm quyên góp hai đội cùng buồn một số tiền cho anh về làm đám cưới anh cảm động dành nhiều thiện cảm với tù. Ở nhà mãi thấy bất tiện, tôi nói anh Khanh nhờ cán bộ đề xuất cho tôi sang đội già yếu bệnh hoạn, ít lâu sau tôi được chấp nhận, tuy nhiên tôi bị cán bộ Xuân kêu ra biểu đi tới đi lui cho hắn coi xem phải tôi bệnh giả vờ chăng, sau đó họ cho tôi biên chế vào đội già nô bệnh hoạn. Đội này có những nhân vật cao cấp của chính phủ, như ông Nguyễn Đình xướng chánh văn phòng phủ thủ tướng, Ông Nguyễn Văn Anh Sứ Thần Việt Nam Cộng Hòa tại các nước trong khối Bắc Phi, Đại tá Đức Chỉ huy Phó Trường. Nhóm Việt Nam nghe lời suối của dân biểu Nhữ Văn Úy cũng gọi là dân biểu bằng bằng lúc làm trong Hạ Viện ông đã rút súng bắn thị uy trong Hạ Viện, một mình ông đòi Mỹ cấp tàu cho những người di tản sang Guam. Nhớ gia đình một số nhớ quê hương xin về lại Việt Nam, Mỹ khuyên ngăn, họ làm treo biểu tình có ông Úy hô hào ủng hộ viên chức ở đảo guam đưa ra hai lựa chọn họ mở hai lối một lối chỉ vào khu ở lại đảo để đi mỹ một lối ra khu vực tập trung để có phương tiện về việt nam ông úy cổ võ chỉ lối ra khu tập trung nhưng ông ở lại họ dùng tàu của việt nam di tản đậu ở đây họ cung cấp xăng dầu nước uống thực phẩm và hướng dẫn ra hải phận quốc tế lúc xuống tàu họ xin sơn các màu để họ vẽ chân dung ông hồ tàu di chuyển về gần hải phận Việt Nam, được thông báo nhà cầm quyền Việt Nam cho tàu ra đón đưa về Nha Trang. Tàu Việt Nam trưng hình ông Hồ như để tạo niềm tin, tàu cập chỗ bãi cát vắng vẻ, họ tập trung phân loại, thanh niên lính tráng đứng riêng, đàn bà trẻ em một phía, họ cho khám xét từng ve quần nẹp áo. Thanh niên và lính tráng họ chở về nhốt ở nhà tù Khánh Hòa, 6 tháng sau họ thanh lọc đưa vào nhốt trại ở Z30A đa số họ cho đi làm lâm sản chặt cây đốn củi bán tự giác. Nằm đối diện tôi là thiếu tá phê, trưởng phòng hai ninh thuận, vợ lên thăm sĩ vả đồ thứ ngu không đáng ăn cám, anh về kể lại ngồi thừ như sám hối. Cùng toán với anh có khinh là trung úy trực thăng, anh phét lát chả có căn cứ, anh nói đang lái trực thăng cho chủ một nông trại, bỏ vợ còn trẻ ở lại thương nhớ vợ nên xin về trong khi anh cùng toán ở Guam chưa đặt chân tới Mỹ tôi được thống là thượng sĩ cơ khí nói đừng nghe nó. Cuối năm 1983 có đợt một số đại tá và trung tá về đây, tôi gặp lại ông tỉnh Huy, ông quận Mẫn, ông quận Đạo, hai ông quận chung trại B với tôi, ông Huy bên trại A, dịp Tết họ cho hai trại thông thương gặp nhau, đội bệnh chung với tôi có anh đang thiếu tá khóa 16 với ông Huy. Các anh gặp nhau cùng khóa tâm tình nhau từng hoàn cảnh hồi năm 1975. Anh về nói với tôi thằng Huy nó anh hùng nó tính tự sát ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi cười bảo anh muốn biết ổng anh hùng như nào, tôi là nhân chứng sau cùng của Mộc Hóa để tôi kể cho anh nghe, anh bảo vậy mà nó kể với tụi tao như anh hùng. Tôi còn được biết sau này ông lên làm trên ban văn hóa, mỗi tối cán bộ trực điểm danh ông đi theo sau để khóa cửa buồn, bị bạn bè sĩ và thầm tệ. Ngày 20 tháng 4 năm 1984 đối với tôi đó là ngày tôi như được sinh ra lần nữa, là ngày tôi được thả về. Tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi được về đoàn tụ với gia đình, những năm tháng của đêm tối đã qua. Cầm tờ giấy ra trại do Trung tá Trịnh Văn Thích trưởng trại ký mãn hạn cải tạo với lý do đại úy. Thật là nực cười đây là chức danh của tôi không phải tội danh, vậy không biết quân đội các nước trên thế giới kể cả quân đội của họ có nên đem những người với chức danh để đi tù không? Cũng bởi chức danh đại úy tôi bị dấn chìm trong khổ ải suốt hơn 9 năm rưỡi tù đầy. Không phải chúng tôi có tội, nhưng chúng tôi bị giam cầm vì lý do ý thức hệ khác nhau. Giờ đây khi bước ra khỏi cổng của trại giam, tôi như miên man nghĩ về cuộc sống tương lai của tôi và gia đình, lúc này đây tôi hít thở bầu không khí của sự tự do tự do vì ở ngoài những song sắt tự do mà không tự do đất nước tự do của chúng tôi giờ đây không còn tuy nhiên dù sao đi nữa với tôi những tháng ngày đen tối khổ ải đã qua có thể thời gian sẽ làm xóa nhòa đi tất cả quá khứ đã thuộc về quá khứ cuộc sống của tôi giờ đây là hướng về tương lai tôi sẽ viết tiếp cuộc đời tôi cùng với gia đình ở những trang thời gian tiếp theo tôi chắc chắn sẽ luôn tâm niệm một điều rằng dù sau này tương lai tôi có sống trên một phương trời nào nữa thì Việt Nam vẫn là đất nước, quê hương của tôi, nơi chôn nhau cắt trốn, nơi cội nguồn của tôi. Mọi thứ cuối cùng rồi sẽ qua đi, những cái gì được xây dựng trên sự giả dối, xây dựng trên sự lừa bịp, một ngày nào đó khi mà niềm tin không còn thì mọi thứ sẽ sụp đổ, hãy cứ để cho bánh xe lịch sử chứng minh cho điều đó. Xuyến trịnh